cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tham sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống, như đang sống đời vui tươi mãi mãi, tươi sống mãi. Đang vui sống từ nay mãi. Ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, tôi đang sống đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, tươi vui. Sống như đang sống, đang sống đời vui
tươi mãi mãi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay là ngày 24 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Hợi, nhằm ngày chủ nhật 28 tây tháng 4 năm 2019 là ngày học định kỳ cuối tháng. Với tấm lòng thiết tha học hỏi giáo lý Phật Đà, chúng con đã về đây tề tụ đông đủ dưới mái chùa Long Hương. Vào giờ này đạo tràng đã ổn định trang nghiêm, toàn thể chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh sư phụ Quang Lâm Tổ Đường để ban bố cho chúng con bài pháp chủ đề sức khỏe và hạnh phúc sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh ba hồi chuông trống Bát Nhã để cùng đón sư phụ trụ trì. Nam mô Bổn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau để tiếp tục nói cái đề tài lớn là sức khỏe và hạnh phúc. Trong hai kỳ vừa rồi, tức là hai tháng rồi đúng không? Bắt đầu từ tháng Giêng, tháng Hai, thì chúng ta đã nghe cái cách điều tâm và điều tức. Nhưng mà nó chỉ là những cái khái quát thôi. Như kỳ rồi thì chúng tôi trong lễ buổi sáng ở ngày mùng 10 tháng 3 thì chúng tôi có nói tới cái chuyện điều tức. Nhưng bữa đó vì phải dành thời giờ cho nhiều người phát biểu, thành ra cũng không nói hết cái điều tức. Hôm nay chúng ta nói lại một chút về điều tức. Đầu tiên cái cảnh giới cao nhất cái điều tức là phải đạt tới cái không còn hơi thở. Như kỳ rồi mình có nói. Nhưng mà trước khi mà đạt tới cái chỗ mà cơ thể nó hoàn toàn nó không còn hấp thu qua cái lỗ mũi nữa đó, thì cũng phải mất một cái đoạn dài. Và cũng nhiều lần chúng tôi nói về cái việc mà thông khí thôi. Nhưng mà trước khi chúng ta thông khí là chúng ta phải đi vào cái công phu tập thở, cân bằng cái hơi thở trước. Và chúng ta hay nói là cái hơi thở bốn thì. Tức là chúng ta hít vào, chúng ta dừng. Chúng ta thở ra, chúng ta dừng. Đến một lúc nào đó, tư thế chúng ta ngồi trúng. Thấy vậy chứ mình ngồi không trúng tư thế đâu. Có người ngồi thiền cả ngàn lần mà chưa trúng cái tư thế kỳ. À, tới một cái ngày mà chúng ta cứ điều chỉnh tới lui, có khi cong sống rồi mình ngồi thẳng lên, có khi cúi đầu mình ngước đầu, có khi mình gục người mình ngửa lại, có khi mình ngửa mình kéo lại, mình chỉnh qua chỉnh lại, chỉnh hoài. Đến một lúc mà như trong kinh Tứ Niệm Xứ chúng ta giảng từ năm 90 mấy đó, chúng ta nói là bắt được chánh khí. Lúc đó mình dùng cái từ đó. Nhưng sự thực lúc đó mình chỉ mới có ngồi đúng thôi. Khi cơ thể chúng ta vừa đúng, chúng ta sẽ nghe mình rớt vào một cái khoảng rỗng. Đầu tiên, ai chưa làm được như vậy coi như cơ thể chưa một lần ngồi đúng. Và khi mà chúng ta rớt vào cái khoảng mà mình có cái cảm giác là mình rỗng và mình thông ngay tại chỗ đó liền, thì bắt đầu chúng ta hít dài hơn cái hơi thở trước đó gấp từ 5 cho tới 10 lần. Ngay khi đó chuyện đó xảy ra. Rồi cái thân chúng ta lúc đó nó mềm ra. Mặc dù trước kia mình cũng lắc lư, mình cũng thả lỏng nhiều lần, nhưng mà mình không được cái này. Thì lúc đó cơ thể mình mềm, nhưng mà tư thế thì rất là vững. Ai đã từng tu thiền phải hiểu điều này. Nó mềm mà nó vững là nó đúng. Mềm mà nó yếu là nó sai. Mềm mà không yếu, mềm mà rất là vững. Thì lúc đó là mới có được cái bước đầu tiên là ngồi đúng. Và bắt đầu khí lưu thông đúng. Tại vì mình nói tới chuyện điều tức mà không nói cái này thì không được. Cái gì cố gắng nghe cho kỹ. Thì lúc đó đó, chúng ta cái hơi thở chậm lắm. Hơi thở rất là chậm. Thở ra chậm lắm. Tưởng tượng vô ra chắc được khoảng 1 phút. Giai đoạn đầu đó khoảng 1 phút. Bình thường mình hít thở là 1 phút 16 hơi vào, 16 hơi ra. Nhưng mà lúc này là nó đã bắn ngắn như vậy rồi. Là lúc đó lúc mà mới thở đúng. Thở đúng thôi. Để chúng ta tiếp tục giữ cái tư thế này. Thế vậy chứ lúc đó nó chưa có thông cái gì hết á. Thì chúng ta sẽ cảm giác là cái hơi nó đi tới đâu, nó trương nở cái tế bào như thế nào, tế bào được hấp thu khí ra làm sao. Nhưng mà ở đây mình không phải mình tưởng đâu, từ từ mình sẽ cảm giác được những điều này.
từng tế bào một chúng ta được hấp thu đầy đủ tất cả những dưỡng khí khi mà chúng ta hít vào. Và từng tế bào một trong cơ thể chúng ta bắt đầu đào thải những cái khí trượt ra ngoài qua quá trình trao đổi. Thì hơi thở chúng ta càng yên, càng dài, càng chậm, càng nhẹ, càng thông. Dần dần như vậy, dần dần như vậy. Thì thân chúng ta bắt đầu từ mềm cho tới bắt đầu nó lỏng đi. Thì cơ thể nó rỗng, nó lỏng cho nó chưa tới rỗng, lỏng. Nó lỏng từ từ, hơi thở chậm từ từ. Thì đến lúc càng rỗng, càng lỏng thì nó càng rỗng. Tâm thì càng yên, khí thì càng nhẹ. Thì như trong tứ niệm xứ cũng như một số bản nói về thiền khác thì lúc này bắt đầu, khi mà tâm chúng ta yên á thì chúng ta mới thấy đúng theo cái kiểu kinh Phật là định định sanh tuệ chỗ này. Thì mình sẽ sáng hơn trước kia nhiều. Trước kia mình nhìn hơi thở không thấy đâu, nhưng bây giờ mình bắt đầu mình thấy cái khí đi vào ra trong cái lỗ mũi của mình đó, ngoài nó gom nhỏ lại, cái mình thở ra cái nó bung ra. Lúc đầu nó dày đặc, nó ngầu đục, lần lần cái nó trong từ từ, nó thưa từ từ. Càng trong càng thưa chừng nào thì cái chuyện vô ra của cái khí thở này càng chậm, càng ít. Chúng ta thấy rõ ràng là phân tử khí bắt đầu nó ít, nó mỏng, nó trong, đi vào từ từ. Cho tới một lúc mình cái hơi đi vào ra đó bắt đầu càng lúc nó càng mỏng, nó càng thưa dần, càng sáng, càng ít dần, cái phân tử vào ra ít dần. Thì cái thân chúng ta càng rỗng thêm. Thân chúng ta rỗng chừng nào thì cái sự thay vì á, trong y học á, thì mình hít vào thở ra 100, ví dụ như mình hít vào 170 hơi thì toàn thân thở ra một cái. Mình thở ra 170 hơi thì toàn thân hít vào một cái. Nhưng bây giờ thì nó không có tới như vậy nữa, tại vì cái khí vào ra cái lỗ mũi á, nó bắt đầu nó dần ít lại. Và đây là cái trạng thái thở tự nhiên, như nhiên, mà không có bất kỳ một sự gượng ép nào. Nên lưu tâm điều này. Thì chúng ta sẽ thấy là cái thân chúng ta nó theo cái nhịp thở mà nó giãn nở ra và nó co bóp lại. Và lúc đó các lỗ chân lông cũng vậy. Khi mà chúng ta hít vào thì lỗ chân lông sao? Tự động nó giãn nở ra để nó thở khí ra. Khi chúng ta thở ra thì lỗ chân lông nó sẽ hút khí vào. Nên bài điều này nó sẽ diễn ra rất là tự nhiên. Tại vì nói tới cái chuyện điều khí để trị bệnh là chúng ta phải nói tới những cái tầng này thì mới gọi là trị hết bệnh được. Đương nhiên là điều tâm trị hết bệnh, điều khí phải trị hết bệnh. Thì lúc này nó sẽ đi theo một cái là tâm chúng ta yên. Thì tâm yên chừng nào thì khí càng ít chừng đó. Và cái sự dò ra bắt đầu nó mong manh. Thì cái thân nó càng rỗng, tâm yên, khí mong manh. Tâm yên, khí mong manh, hơi thở mong manh, nhỏ nhịp, thân rỗng. Rỗng dần dần chúng ta thấy cái khí của mình. Đây chúng tôi dùng cái từ là thấy nha, là phải thấy mới được. Những người tu thiền mà nói mà không thấy khí ra vô, đừng nói vô định là sai rồi. Thì chúng ta thấy được cái khí của mình vào, nó bắt đầu nó ít, nhỏ nhỏ, cho tới khi mà cái khí nó ra vào cái lỗ mũi của mình á, nó không có nhiều hơn cái lỗ chân lông nữa. Tương ưng thì lúc đó toàn lỗ chân lông, toàn thân chúng ta nó đạt tới cái trạng thái thật sự rỗng á, rỗng suốt á. Thì
đây là lúc mà cái tứ đại của mình á, dụng từ chưa rã tan, nó chưa rã tan mà dụng từ là nó thông lưu. Thông lưu tức là phong đại nó sẽ thông lưu. Thì chúng ta sẽ thấy toàn thân của mình, cái sự thông lưu của khí, chứ không phải là vào ra từ lỗ mũi nữa. Thì quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra một cách rất là bình thường. Thì cái nhịp sinh học của cơ thể chúng ta nó tương ưng với cái bên ngoài. Thì lúc này là lúc mà tự động cái thấy của mình á, cái thấy mình nó không còn thấy tập trung được như trước nữa. Cái nghe của mình cũng không tập trung để nghe, để hiểu được như trước nữa. Mà mấy cái căn của chúng ta cũng vậy. Tự động nó thấy là thấy, nó rớt xuống cái tầng này vô lắm. Do cái thấy là thấy, không có chú tâm, cho nên là cái thân nó càng rỗng. Mà thân càng rỗng thì cái lục căn nó càng mong manh. Chúng ta dùng cái từ như vậy. Lục căn chúng ta nó từng bắt đầu nó mong manh như là nó không có thấy, thấy nhưng mà không có thấy, nghe mà không có nghe. Trong lúc này nó giống như vậy, ở trong cái tình trạng này thì toàn bộ lục căn chúng ta nó mong manh. Cái dao động của tâm thức nó bắt đầu nó gần giống như lắng yên. Mình chỗ này nếu một người mà cái căn cơ thiền học khá thì họ sẽ tự động họ sẽ rớt vào một cái trạng thái rất rõ ràng là giống như không thấy mà không thấy, nghe không nghe, ngửi không ngửi, nếu không nếm xúc chạm không xúc chạm, nó gần như rất là nó lần nó mất cái trạng thái này. Và nó mất cái này rồi thì cái thức nó sẽ mất đi, cái thức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi bắt đầu nó lặng biến. Thì lúc này là tâm của mình nó không còn động, thì nó không làm động cái ý thức của mình. Ý thức mình nó không động, nó sẽ không làm động cái não bộ của mình, nó sẽ không phát sóng nữa. Thì mình nói từ tâm không động cho tới cái thức không động cho tới cái gì? Cái não bộ không động, não bộ là sản phẩm của ý thức mà. Hay là nó sẽ yên, yên thì bắt đầu nó sẽ, nó giống như nó tan rã, nó rỗng hoàn toàn. Thì mình sẽ có cảm giác là nó không còn trong, không còn ngoài đối với cái hư không này nữa. Đây là một trạng thái rất là sâu. Không có trong, không ngoài, đấy là cái chuyện đi từ từ đi vào. Thì tại vì hôm nọ mình nói là cái đỉnh cao của cái điều tức á, thì phải đạt tới cái chỗ rỗng này. Thì như vậy là chúng ta ở một cái trạng thái nó rỗng như là không còn thân. Thì rõ ràng là lúc đó mình không thấy mình có thân, một sự rỗng suốt hòa quyện với cái hư không này. Và mình lúc đó mình còn có một cái gì đó, này bắt đầu mới bước qua trạng thái của thiền học, là mình còn có một cái gì đó hiện hữu trong lúc này. Mà mình rõ biết cái thân này không phải là thân mấy chục kg nữa, cái thân này là không thân. Không thân này là một cái rỗng thông. Rỗng thông chứ nó không còn nặng trịch như bây giờ. Và khi mà ở đây cũng có nhiều cái tầng lắm, ở đây cũng nhiều cái tầng thấy biết hoặc đạt tới hoặc đạt không tới, thì nó sẽ ra một cái chuyện là gì? Nếu như cái lúc này mà cái thân mình rỗng, mình thấy mình không thân á, không thân thì cái không thọ nó sẽ hiện ra. Và nó đạt tới cái chỗ không có cái tưởng, cho nên khi, tại vì mình còn cái tưởng thì mình thấy có thân. Mà nó hết tưởng là mình sẽ thấy mình không thân. Đây là những cái tầng bậc trí tuệ rõ ràng. Thì rõ ràng trong lúc này tưởng nó mất, tưởng mất mình thấy mình không thân, mình ở trong một cảnh giới nó rỗng xuyên suốt, không trong không ngoài đó. Đây mới là cái cảnh giới mà đạt tới cái khí. Khí là một sự hòa quyện. Thì nó mất thân như vậy thì toàn bộ cái bế tắc của tất cả những động mạch, những tĩnh mạch, những mau mạch bây giờ nó không có còn nữa. Tâm bình, khí hòa, huyết thuận, hết bệnh. Tới đây mới được gọi là hết bệnh. Đó là một cách. Cái này là của đạo Phật. Cái này là của đạo Phật. Còn một cách nữa là cái cách thông khí khác này nha. Cũng còn một cách thông khí thứ hai nữa. Mình quyết định mình thông khí. Hồi nãy là điều tức đạt tới cảnh giới đó thì mình tới đó đủ rồi.
tới đó là tới đó, đi tới đó là đủ để có thể tiêu trừ tất cả các tật bệnh một lần không hết, tất cả những cái tưởng là tất cả tật bệnh tiêu trừ rồi. Bây giờ cái tầng thấp hơn, nói tới cái tầng thấp hơn, thì chúng ta cũng ngồi để thở. Và cái này mình quyết liệt là mình sẽ thông khí. Đương nhiên là mình ăn uống kỹ, bắt đầu mình cũng tập ngồi thiền. Giai đoạn đầu thì chúng ta phải làm sao cho toàn cái thân chúng ta nó nóng lên. Tốt nhất là mặc áo mưa. Mùa này là làm cái này an toàn, mùa này làm dịch thành công. Mùa này mùa nóng, mặc áo mưa, cái loại áo mưa bó người á, chừa cái đầu, đừng có bịt cái đầu nha. Thì chúng ta sẽ ngồi và lúc này sẽ dụng, nếu như một người niệm Phật thì niệm Phật nhanh hơn Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nó kiểu nó nhanh như vậy á, để vọng tưởng không có kịp chen vô. Phải niệm rất là lẹ. Còn nếu tu thiền thì phải giữ cho cái tâm nó không được chen, cái không có xen tạp vô. Thì vậy là khi tâm không có bị phóng tâm á, cái tâm mình không bị phóng ra ngoài, thì nhiệt lực cơ thể tự động nó tăng lên à. Cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên. Khi mình vọng tưởng nhiều là cơ thể mình nó bị lạnh, khi vọng tưởng ít là hơi thở nó nóng, cơ thể tự động nóng lên. Thế vậy là chúng ta niệm như vậy và chúng ta ngồi như vậy thì mồ hôi ra nhiều lắm. Nhiều ngày thứ nhất. Ngày thứ hai là chúng ta bắt đầu nghe mùi của cơ thể rồi. Cá tanh không bằng đâu. Đó lúc này là trượt khí, trượt của nước nó ra trước. Nên là nó rõ ràng là từ nước mình mới tới nói chuyện tới khí. Phải đi đúng quy luật đàng hoàng. Giống như nãy cái thân mình nguyên nó phải mềm, mềm mà nó phải lỏng như nước rồi mới tan thành khí. Thì cái này bắt đầu đi theo con đường đó, nhưng mà nó không có đạt tới cái đỉnh kia. Thì chưa nghe trượt thì có nghĩa là chưa đúng trong mấy ngày trước. Tiếp tục ngồi làm sao để ra mồ hôi, mà cả một cái ngày đó thực sự là ở trong cái cảnh địa ngục á. Mình tưởng tượng như mấy cái bà bán cá mà bắt mình đó, rồi đưa cái đầu vô cái thau cá rồi úp luôn để cho mình thở trong cái thau cá, thì lúc đó nó còn chưa có tanh bằng cơ thể mình nữa. Nó kinh khủng đến mức độ đó. Thì bây giờ sẽ tiếp tục ngồi như vậy để cho nó chảy hết tất cả những cái trượt ra. Và tới một ngày mình vẫn ra mồ hôi nhưng mà không còn tanh nữa là bắt đầu được rồi đó. Trong sau tất cả những cái thời ngồi thiền đó là chúng ta bắt đầu dùng cái khăn lao, dùng khăn ấm để lao. Không được sử dụng khăn lạnh nên nhớ, tại là cơ thể chúng ta đang nóng thì nó làm cho lỗ chân lông trương nở, nó mới phóng trượt khí ra. Và chúng ta là lao khăn lạnh là nó sẽ co lỗ chân lông lại thì trượt khí nó sẽ không ra. Nên nhớ điều này. Nhất là những người nhịn đói mà tới cái ngày thứ 9, thứ 10 nó nóng gần chết, cái rồi nó lấy nước đá lao luôn, hư chuyện hết rồi. Lao cái nó co lỡ chân lông là nó không thoát khí, nóng hoài đâu có hết đâu. Mà lao khăn nóng cái mình nghe nhẹ người liền. Thì trong giai đoạn này là giai đoạn lao khăn nóng, nhớ như vậy. Chỉ lao thôi chứ không được tắm, khăn phải ấm, đủ ấm. Và sau lần ngồi thiền đó thì chúng ta, ví dụ nha, ví dụ như mình đang ngồi mà mình muốn nằm thì mình cũng phải nhẹ nhàng. Từ nằm mà muốn ngồi dậy cũng phải nhẹ nhàng, từ ngồi muốn đứng dậy đi cũng phải nhẹ nhàng. Thì cái này tôi định sẽ có một cái khóa hạ nào đó, tôi sẽ dạy cái cách thông khí này. Không biết là khóa hạ năm nay nó làm sao rồi, để coi coi. Thì như vậy là sau khi cái trượt đã ra sạch rồi, cái bước này bước đi rõ ràng, nếu mình không có sạch cái trượt khí thì đừng nói chuyện khác. Bây giờ cái trượt của nước nó ra trước. Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta ngồi đúng như tư thế hồi nãy, cũng hít thở đúng giống như hồi nãy. Thì nó không có đi vào cái tầng sâu của hơi thở kia. Mình không bàn đi tầng sâu là cái thân nó rỗng, nó lỏng rồi nó thông. Mình không có bàn cái đó. Nhưng phải ngồi đúng tư thế để hít thở, và cũng phải hít. Hít vô đầy bụng dưới, thở ra xẹp bụng dưới bình thường, để cho nó động được cái chân khí. Thì nó ra mồ hôi dần dần ít lại. Qua cái đào thải trượt đó thì mồ hôi dần ít lại. Dần ít lại. Thì mấy ngày đó thì chúng ta nên ăn kỹ, nhai cho kỹ mà ít uống nước.
Nên nhớ như vậy, ăn nhai rất là kỹ, nhai từ 2-30 phút trở lên trong muỗng cơm và ít uống nước, và tốt nhất là không uống nước thì chuyện này mới xảy ra lẹ. Dừng uống nước luôn. Thì bắt đầu dần dần cái trượt ra hết, cái trượt của nước ra hết rồi bắt đầu tới cái trượt của khí nè. Quý vị sẽ thấy rõ ràng cái thân của mình lúc này cái trí nó sáng kỳ lắm, ra hết trượt rồi thì tự động mình sáng lên. Mình sẽ thấy từ cái đầu ngón chân của mình á, bắt đầu nó trong ra. Nó trong rõ ràng, nó trong rõ ràng. Hồn nhìn kỹ nó trong, trong như pha lê rõ ràng. Nó trong đi lần lần lên, trong lần lần từ hết ngón rồi tới tới bàn chân, rồi hết bàn chân tới cái cổ chân, rồi ống chân lên tới đầu gối. Nó đi từ 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 đó rất là rõ, mình thấy nó trong như pha lê rất rõ ràng. Bắt đầu nó lên tới hết hai cái chân thì lúc đó cái chân mình không còn đau nữa đâu. Vấn đề là ngồi được khá hơn. Từ hồi đầu, ví dụ như hồi đầu mà tập cái này thì mình ngồi nửa tiếng mình đau thì mình cũng phải gán 35 phút, tức là cái phần gán đó là nhiệt cơ thể nó mới tăng nhiều, nó mới ra được mồ hôi nhiều. Gán hơn so với bình thường, tăng hơn so với bình thường khoảng 5 hoặc 10 phút. Nhưng mà tới lúc này á, tới lúc này mà cái chân nó trắng á, chân nó trong như pha lê rồi, là khí nó thông cái phần dưới rồi đó, là chúng ta không còn nghe đau chân, chúng ta cảm giác nó thông. Bây giờ mình thông kiểu gì thì mình không biết đâu, nhưng mà tới lúc đó mình mới thấy rõ ràng là cả đời mình chưa có một lần thông, tới bây giờ nó mới thông nè. Chúng ta thấy điều kỳ diệu như vậy đó. Vậy là chúng ta nghe cái từ bằng chân mình nó thông lên tới hết cái đùi, bắt đầu tới phần trên. Tới phần trên thì cái đoạn này á, chúng ta cũng vẫn hít thở bình thường, vẫn ngồi tư thế nó vững vàng bình thường, hít thở bình thường. Nhưng mà có nhiều khi mình không có đủ thời gian, cái mình ngưng bữa đó đi, thì bữa sau cũng phải ngồi trở lại để nó trắng từ dưới lên tới đùi trở lại. Từ dưới nguyên đoạn dưới này không còn đau nữa, mình thích ngồi hoài được hoài. Khi nó thông cái khí của chân rồi là đoạn dưới không còn đau. Và nó có một cái điều nữa là cái người mà không còn cái nhiễm ái á, thì cái chân nó cũng không có đau. Ngồi thiền mà đau nhiều mình coi lại tâm mình, cái mình dễ bị nhiễm cái chuyện ái, dễ nhiễm ái, cái chân đau nhiều. Ở đây mình mới cảm giác là mình nó thông cái gì rồi, lạ lắm, thông hết hai cái chân rồi. Chúng ta tiếp tục ngồi nữa thì đầu tiên chúng ta sẽ nghe này, trong cái khí công nó gọi là quả hầu nè, bắt đầu nó nóng ngay cái xương cục, nóng ngay xương cục. Thì cái lửa xương cục bắt đầu dần đi lên, dần đi lên, đi ngang tới quan nguyên khí hải á, thì chúng ta nghe bắt đầu nó ấm cái phần phần đó, tức là ở rúng xuống khoảng 3 phần bắt đầu nó ấm lên. Nó nóng ở đằng trước và nóng ở đằng sau, đi lần lần, đây là ngọn lửa đi ngược. Và lúc này cái tâm chúng ta nó căng thẳng, dùng từ căng thẳng như sợi chỉ thì không đúng, nhưng mà lúc này nó yên, không có cái vọng tạp nào. Cái niệm Phật thì chúng ta vẫn niệm lẹ giống như nãy, không có cái vọng tạp nào chen vô trong cái lúc này. Dứt khoát là không cho tạp vọng chen vô trong lúc này nha. Đây là con đường mà hơi bị gắt gao. Thì nếu như chúng ta không có tạp vọng mà chúng ta thở trúng thì cái hơi ấm dần đi lên. Hơi ấm đi lên tới đâu thì cái khúc đó nó trắng tới đó. Bắt đầu nó trắng lên, ví dụ như lên tới rúng rồi, cái ngang với cái thận du ở phía sau thì bắt đầu nguyên cái phần này nó trắng. Và nó trắng lên tới, hơi ấm lên tới đâu thì nó trắng đó. Nhưng mà chúng ta thử vui lắm, chúng ta động tâm cái hơi ấm nó rớt xuống tới xương cục đó lại. Cái chúng ta phải giữ cái tâm mình đó, nhiều khi 15-20 phút sau nó mới lần đi lên lại. Nó khó lắm rồi, lúc này là lúc mà giữ tâm rất là kỹ, chứ thôi nó rớt xuống tốt không dưới cực. Cả nó 30 phút sau nó mới kéo lên tới vị trí cũ. Nhưng mà mình cũng thử rớt lên rớt xuống cho nó thông chơi. Còn không thì phải căng luôn cho tới luôn. Thì khi đó là nó lên, ví dụ như nó lên tới chấn thủy rồi, thì rõ ràng là chúng ta thấy nguyên một cái khúc pha lê ở dưới và một khúc đục ở trên rõ ràng nha. Đục ở trên chúng ta thấy nó đục ngầu như mây đen mà trời chuyển mưa vậy đó. Thì khi mây đen chuyển mưa thì sao?
giông gió xảy ra. Bây giờ nó chưa có thông á, thì bắt đầu cơ thể nó bị lắc. Tới đây nè cơ thể mới lắc. Lắc mà mình thấy hả, đang ngồi đập cái bụp cái đầu mình xuống dưới, mình tưởng như mình không có xương sống rồi, nó ghê lắm. Thì khi nó lật ngang rồi nè, nó nằm ngang rồi nó bật vậy, nó lật qua này cái nó bật vậy, nó như có lò xo nó bật ngửa cái nó bật vậy. Gõ đầu rầm rầm xuống chiếu rồi đó. Mà lúc này là mình phải tuyệt đối thả lỏng để cho cơ thể nó động, chứ nó mình không được gượng trở lại. Biết thôi, lúc này chỉ được biết thôi chứ không thêm bớt cái gì. Thấy biết rõ ràng. Thì cái đoạn trên nó đục, mình lắc hồi cái mình thấy rõ ràng nó nhích lên phần sáng, lắc cái nó nhích lên phần sáng, ngồi cái nó nhích lên phần sáng, lên từ từ. Tức là khí đục bắt đầu nó càng lên trên thì trên càng đen. Vui lắm, cái khúc này là khúc rất là hay. Mà không bình tĩnh, không có người hướng dẫn sẽ rất là nguy hiểm. Thì bắt đầu khí đen nó dồn lên, dồn lên, dồn lên, dồn lên, dồn lên. Ví dụ nó lên tới vai thì chỉ còn lắc cái đầu thôi. Cái phản này nó đã trắng rồi đó, thì nó không lắc. Phản này nó đục nó mới động. Còn phản trắng nó không có động. Thì lên tới đầu thì cái đầu này nó lắc. Lắc tới hồi mà chúng ta nghe xì nấp nhạo. Y như xả cái bánh xe đạp chứ không phải xe Honda nha, bánh xe đạp. Thì chúng ta thấy toàn thân của mình lúc đó là pha lê chứ không còn cái gì khác nữa, là sạch hết cái trược khí rồi đó. Thì tới chừng này là tất cả bệnh tật đều được tiêu trừ. Đây là con đường thứ hai, nhưng mà chưa phải giống như cái kia thì có khả năng ngộ đạo, cái này thì chưa. Cái này thì chưa. Thì như vậy á, chúng ta một ngày chỉ cần ngồi giữ một thời ngồi thiền thôi. Lúc này là mới có thông bách hội thôi à. Thì chúng ta tiếp tục ngồi nữa, hoặc là chúng ta tiếp tục tu tập cho tốt, thì một ngày nữa chúng ta sẽ nghe thông hội âm. Thông hội âm kinh khủng lắm rồi nha. Cái hội âm mà giống như cái cây chọt cái bụng của mình hết hồn, cái mình nghe giống như nó khí trên từ cái bách hội và hội âm mình nó thông lưu. Tức là lúc này chúng ta hay dùng cái từ là thiên địa nhân giao hòa. Khí trời, khí đất và khí người lúc này nó mới giao hòa nè. Hồi nãy nó mới chỉ xả trực khí, nó sạch toàn thân làm pha lê thôi, nhưng mà thiên địa nhân chưa giao hòa. Ở đây là một cảnh giới cao của y học. Thì như vậy là thông hội âm một cái ha, chúng ta sẽ thấy xuyên suốt cơ thể mình nó rỗng. Lúc này nó rỗng và nó không còn trọng lượng trong đi đứng nằm ngồi. Xảy ra nhiều ngày lắm á. Trường hợp này có thể xảy ra tới 7 ngày 7 đêm á. Giai đoạn đầu thì có thể 3 ngày 3 đêm, nhưng mà nếu chúng ta hít thở tốt và bắt đầu thông hội âm rồi, nó xảy ra tới 7 ngày 7 đêm rồi. Thì lúc này chúng ta hiểu ra nhiều chuyện lắm, thấy rõ nhiều vấn đề lắm lắm luôn. Và lúc này là lúc automatic tu tập của thân tâm. Tới đây chúng ta mới hiểu là thân và tâm không khác nhau. Không khác nhau. Ví dụ, đang đi bình thường, cái mình bị cái khí nó không thông. Chứ không có mình đứng lại mình coi cái chuyện gì xảy ra nơi tâm, thì mình thấy rõ ràng là mình thích cái hoa này nè. Vậy đó mà nó cũng nghẹt nữa. Thì lúc đó mình mới hiểu là cái tâm chúng ta vướng mắc nó sẽ làm tắt cái khí. Thành ra mình mới hiểu là trị bệnh bằng tâm, trị bệnh bằng khí và trị bệnh bằng thân là ba cái tầng rất rõ ràng. Tâm mình thông á, thì khí mình nó mới thông. Tâm mình thông có nghĩa là mình không vướng mắc cái duyên trần, mắt tai mũi lưỡi thân của mình là tiếp xúc cái duyên trần nó không có dính. Không có dính thì mình mới thông. Nhưng mà chúng tôi dùng cái từ thông bây giờ chúng ta chưa hiểu đâu. Tới chừng đó chúng ta mới hiểu là nó thông khí là cái chuyện gì. Thì hồi nãy là mình ngồi để rỗng cái thân thành không đúng không? Cái này là xì bách hội và thông hội âm. Thì lúc này cái thân mình nó cũng rớt vào trạng thái rỗng kia. Chúng ta đi đứng nằm ngồi cả ngày lẫn đêm mất trọng lượng. Không có cái chút trọng lượng nào hết trơn á. Thì này mình cũng thoát khỏi cái tưởng ấm. Tại vì tâm lúc này nó rỗng mất. Mất ý tưởng hoàn toàn, đi đứng nằm ngồi hoàn toàn mất ý tưởng. Cái tự nhiên cái mình ngạt mũi. Ngạt mũi cái mình nghiêm túc mình ngồi lại, hoặc mình đang đứng mình đứng lại mình coi coi cái vụ gì xảy ra nha. Thì mình nhớ mình tức ai á. Nó cũng nghẹt nữa, kỳ không? Cái bình thường là nó thông lưu một cách rất là bình thường, cho tới chút cái tự nhiên cái mình nghẹt. Cái thì mình thương ai quá, mình nhớ họ mà lâu ngày không gặp á, nó nghẹt. Lúc đó chúng ta phải thấy là thân ô tô mới tích tu tập vui lắm. Thì vậy là mình thông, mình rỗng á, có nghĩa là mình không có dướng mắt.
Những ai nói chuyện không vướng mắt là phải tới cảnh giới này mà nói chuyện với tôi là không vướng mắt thì tôi chấp nhận, còn không mà nói dốc hết à mới vướng. Nhiều người cứ trình kiến giải nói linh tinh nhưng mà không biết cái chuyện này đâu. Thì thân này nó automatic, tức là thực sự thì nó đã rỗng, thì nó tương đồng với cái rỗng của tâm, cho nên vướng mắt một chút nhỏ thôi. Tự nhiên mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện hồi xưa mình tức cái gì đó ngạt, cái mình thấy cái chỗ tức đó cái nó thông trở lại, ngộ lắm. Tại lúc này nó cái công phu nó vui lắm. Tức cái ngày mình không có cần để ý gì cái chuyện công phu tu tập gì nữa, chứ không cần. Nhớ lại cái chuyện hồi đó vui, thiệt là vui. Cái bắt đầu tắt, tắt cái mình ngồi lại mình nhớ coi cái chuyện gì mình vui với một cái chuyện gì đó, nó cũng tắt nữa chứ không phải là buồn nha. Buồn, giận, tức, vui, hờn, mát, cái gì đó nó cũng tắt, ngộ lắm. Bất kể một cái tâm thức ganh tị, hơn thua, rút mắt cái chuyện cũ, chuyện mới, chuyện tương lai gì đó nó cũng tắt. Tắt nó không thông, không thông cái chúng ta nhìn kỹ, thấy nó rồi cái nó thông trở lại. Và tới đây rồi là đảm bảo người đó sẽ không bao giờ còn bệnh tật. Nếu một đêm chỉ cần ngồi thiền một thời, trừ 30 phút trở lên nó khai thông trở lại. Và lúc đó dù lắm, ví dụ như người ta nhức đầu, mình chỉ cần để cái tay tới thôi là họ sẽ hết nhức đầu, và mình cũng sẽ nghẹt mũi. Chỉ cần chạm tới một người khác rồi họ đang đau, mình chỉ cần đụng cái tay họ thôi chứ không cần đụng tới chỗ đau đâu, thì họ sẽ được thông và mình sẽ bị nghẹt. Tối phải ngồi cả thời thiền mới có thể thông trở lại. Nếu mình đủ lực thì mình chận ở đây thì nó đau phần ngoài, chận ngang đây. Nếu cái lực tâm mình từ từ á thì mình sẽ cho vô tới đây để nó ra ở cái nghinh phong này. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không ra được cái chỗ nghinh phong rồi chúng ta bị mỏi ở đây thời gian thì chúng ta phải thả lỏng. Thì từ đó về sau chúng ta chỉ cần có chuyện là chúng ta chỉ đứng đó hoặc là chúng ta ngồi đó để chúng ta thả lỏng thôi. Thả lỏng thì mọi chuyện nó sẽ thông trở lại. Thì đã tới đây rồi thì công phu sướng rồi. Đó là hai cái cách mà điều tức mà chúng tôi biết, và không phải biết trên lý thuyết. Đây là những chuyện mà thực sự là trải nghiệm chứ không nói trên lý thuyết. Và sau lần đó thì mình biết rõ ràng là mình hết bệnh. Giống như bây giờ từ cái đoạn mà nhắc lại đoạn đầu là nói tới cái giai đoạn điều tâm thì chúng ta cũng phải đạt tới cái tâm nó rỗng, tâm rỗng, thân rỗng, rồi mới hòa nhập vào cái chân tánh của mình. Thì từ đó thì sao mình làm chủ được vật chất này là cũng hết bệnh, hiểu không? Đó là trị bệnh bằng tâm. Còn trị bệnh bằng tức thì phải giống như cái nãy giờ mình thở. Mình làm sao á mà mọi cái chúng ta đưa về trở lại một cái trạng thái bình lặng. Nhớ như vậy cả thân lẫn hơi thở. Cho nên cái cách gì mà nó chậm, nó yên và nó cân bằng là cách đó đúng nhất. Cách gì nó bạo phát, bạo tàn thì nó sẽ không đúng. Dù là trị bệnh hay bệnh nặng đó tôi trị trong vòng 10 ngày để hết hay làm cái gì đó mà có cái tính cách bạo phát, bạo tàn là cái đó nó không phải là cái chánh kiến. Nó phải trở lại trạng thái cân bằng hết luôn á thì nó mới trị tận gốc. Như vậy mới gọi là trị tận gốc bệnh. Còn nếu mà trị bằng tất cả cái phương pháp khác để cho cái triệu chứng bệnh nó dừng á thì không phải là trị tận gốc. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên là từ điều tâm cho tới điều tức là trị tận gốc. Tận cùng vậy là xong rồi đó. Ung thư gì tới đó cũng tiêu hết rồi. Đó là hai cái tầng mà từ trước giờ chúng ta nói. Tại vì kỳ rồi không đủ thời gian để chúng ta nói tới cái điều tức. Còn cái dạng mà hít để vận khí công, để mà làm thông khí này nọ kia là một trường phái khác, chúng ta không muốn đụng vào. Đây cái điều mà chúng tôi đang nói đây là cái cách điều khí, cái cách thông khí của đạo Phật, chứ không phải là cái bên ngoài. Tại vì chúng ta rớt vô cảnh giới này là chúng ta sẽ rớt vô chánh định đó, vượt qua mấy cái tầng liền. Từ cái thiền định để phá cái thân kiến, phá nghi, phá giới cấm thủ để chứng tu đà hoàng gì đó thì đi bằng hai con đường này. Tới cái lúc không thân nó vượt tới tưởng luôn, vượt qua tưởng luôn. Nếu mà đi con đường phá ngũ uẩn thì đây là con đường mà của đạo Phật. Thật ra đây là những cái mà mình tự tin là khi bệnh chúng ta đủ sức để có thể làm bằng cách là chúng ta thở để hết bệnh.
Vì những cái này nó đòi hỏi cái căn cơ, cho nên là sau khi nói mấy cái bài về điều tâm, điều tức thì rất là khó người thâm nhập. Bữa nay bắt đầu chúng ta bước qua tới cái điều thần, tới cái tầng thấp nhất thần à. Rồi mình nói là cái gì? Hạ sĩ đúng không? Nhưng thật sự với cái nhìn của dưỡng sinh á, thì phân biệt nói cho vui chơi vậy thôi. Chứ còn trong dưỡng sinh nó cũng có ba tầng là mình gọi là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Đối với dưỡng sinh nghe mà ngộ được lý thì cũng hết bệnh, tức là ngang tầng điều tâm. Trung thừa là điều tức, mà tiểu thừa là điều thực phẩm, sinh hoạt. Thật sự nói từ không bệnh tật thì nghe nó có một cái gì nó quái quái trong cái thời đại này. Nhưng không có đâu, người xưa họ sống không bệnh. Chỉ có thời nay thôi. Thời xưa bệnh, những cái bệnh lạ như thời nay là hiếm lắm. Ví dụ như trước đây trong lý luận của y học, bệnh nói về bệnh cancer, bệnh ung thư cũng hiếm lắm, hiếm nghe lắm. Nhất là bệnh tiểu đường, trong y học gọi là bệnh tiêu khát, cũng hiếm nghe lắm. Một số những cái bệnh thời đại bây giờ nó do thực phẩm, do cái cách ăn uống, do cái cách sinh hoạt của mình, do môi trường. Chỉ là điều thân nó phải là thức ăn nè, chọn lựa thực phẩm. Thứ hai là chọn lựa nước uống. Thứ ba là môi trường sống. Thứ tư là sinh hoạt của mình. Sinh hoạt là gồm có là làm việc và nghỉ ngơi. Thứ năm là nhiệt độ. Thì trong năm cái này chúng ta phải khéo mà điều tiết. Tùy cái trường hợp, tùy cái hoàn cảnh của mình, cái nào thuận lợi cái gì thì cái đó là cái phước của mình. Còn nếu mình được năm cái điều này thật sự là đủ thì người này cũng phước lớn lắm mới có đủ năm điều này. Ví dụ môi trường sống mà nó lành mạnh thì là một cái phước của mình. Chứ không có đơn giản là bây giờ là chúng ta sống ở chỗ nào cũng đô thị, cũng xe cộ, cũng máy móc, cũng ô nhiễm không khí, rồi nước ô nhiễm và thực phẩm ô nhiễm. Cho tới giờ phút này chúng ta cũng không có dễ gì mà tìm được thực phẩm sạch. Chúng ta cũng không dễ gì tìm được nguồn nước sạch, đúng không? Rồi không dễ gì được môi trường sạch. Không dễ gì có đủ cái kiến thức để hiểu được cái hoàn cảnh nó thuận lợi tốt đẹp. Bây giờ bắt đầu á, chúng ta nói tới cái chuyện là cái thế gian của mình đang sống, tất cả chúng ta đang có mặt ở đây, thì chúng ta có cảm giác mình được tự do. Người nào tự do có nghĩa là người đó đang hạnh phúc. Có hạnh phúc thì người đó sẽ tự do. Ngược lại, chúng ta cảm giác mình tự do thì mình sẽ thấy rõ ràng là mình rất là hạnh phúc. Và chúng ta không có bị ràng buộc cái gì đâu. Do chúng ta thấy lầm, do chúng ta hiểu không đúng. Cho nên là hiểu không đúng thì sẽ hành động không đúng, thì hiểu nhiều khi còn trái ngược với những cái quy luật của vũ trụ này. Cho nên nó tạo đi những cái sự rút mắt, tạo đi sự khổ cảnh. Khổ cảnh xảy ra với mình là cái gì? Đầu tiên là chúng ta cảm giác là chúng ta bị bế tắc. Bế tắc cho mọi cục diện của cuộc sống này, chứ không phải bế tắc về cái chuyện tình cảm, bế tắc về tiền bạc, bế tắc về cái công việc làm ăn, bế tắc về tình thương yêu gì gì đó. Tất cả mọi cái trong cuộc sống này chúng ta cảm giác mình bế tắc, mình không có thông, đúng không? Cái thứ hai là khi chúng ta đã bế tắc rồi thì nãy mình nói rồi, tức là khí mà chúng ta đã, tâm chúng ta dính chỗ nào thì khí nó sẽ bị tắc và nó sẽ dẫn tới bệnh tật. Và dẫn tới gì? Khổ đau. Có ai thấy rằng mình sống đây hạnh phúc không? Nhưng mà tiên sinh nói một câu như thế này, là người của chúng ta sinh ra để hưởng hạnh phúc. Ai mà không hạnh phúc thì là cái lỗi của họ. Nói vậy là nghe nhẹ đó, nói là cái lỗi mình là nghe nói nhẹ. Và chỉ có loài người trong cái loài động vật tinh khôn nhất trong hành tinh này là có bệnh viện. Các loài động vật khác không có. Tất cả các loài động vật mà được gọi là cấp thấp hơn mình á, nó bệnh nó tự điều tiết chứ nó không có nhờ người khác trị giùm. Chỉ riêng loài người bệnh chạy sáng nhà sáng cửa. Kỳ vậy. Thì như vậy là tính ra mình khôn hơn những cái loài động vật kia không?
Tại sao chúng ta khôn hơn về não bộ, chúng ta phát triển nhiều hơn so với não bộ của tất cả các loài động vật khác, mà mình không biết cách để tự cứu mình? Lý do tại sao vậy? Thì xin nói một câu đơn giản là trí phán đoán của chúng ta bị che mờ. Nói nhẹ nhẹ thôi, phải không? Như Đức Phật thì nói mình là vô minh. Dạ, vô minh chúng ta thấy không rõ sự thật, cho nên mọi sinh hoạt chúng ta đều bị sai trái. Thật ra nếu mà sanh ra trong cuộc đời này mà chúng ta cảm giác có một cái gì mà chúng ta bị bế tắc là chúng ta đã quá sai lầm với cuộc sống này rồi. Chúng ta cảm giác mình bị khổ là chúng ta đã quá sai lầm rồi. Trí phán đoán chúng ta đã bị che lấp. Thiên sinh dùng từ là như thế. Cho nên nếu mà đi vào con đường này, chúng tôi đặt cái từ nửa năm nay là sức khỏe và hạnh phúc, thì chúng ta sẽ đạt được sức khỏe và chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc trong cuộc sống này một cách thực thụ, chứ không có nói cái chuyện mơ hồ. Và cái đó là cái nó được diễn ra từng ngày trong cuộc sống chúng ta, chứ không có nói cái chuyện sắp tới và tương lai, nếu chúng ta làm đúng. Như từ các cái bài mà điều thân, điều tức mà chúng ta làm đúng thì cái chuyện mà sức khỏe và hạnh phúc nó sẽ có. Và nếu như tiên sinh nói các bạn mà đứng giữa một cái đám đông mà người ta không có mến mình thì các bạn còn nhiều bệnh lắm. bây giờ chúng ta thử ra chợ chúng ta đứng rồi, có mấy người mến mình? Không có đúng không? Không có, biết rằng mình bệnh, khỏi cần đi khám bệnh viện. Chỉ cần mình ra đường mình thấy chừng gặp 10 người mà không có được 9 người rưỡi mến mình là biết mình còn bệnh, khỏi cần đi khám bác sĩ. Đúng không? Khỏi cần cái gì. Tiên sinh nói là nếu như mà thế giới này mà 8 tỷ người mà dưới 4 tỷ người là bạn thân của mình, là tri kỷ của mình thì mình còn bệnh. Có nghĩa là một người mà có sức khỏe, cái đòi hỏi của cái người có sức khỏe và có hạnh phúc á, thì người đó cái chuyện đầu tiên là dễ mến cái nữa. Người hạnh phúc là người dễ mến, dễ thương, dễ có một cái gì đó, người ta nhìn mình là người ta thấy dễ chịu trong cái hành động cử chỉ của một người hạnh phúc, thì lúc nào cũng ung dung, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng mát mẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, cũng trong sáng, cũng cởi mở, cũng lạc quan, cũng yêu đời, đúng không? Và cái đó nó tỏa khắp tới mọi người xung quanh, họ hưởng được cái này cho nên họ cảm tình với mình. Cho nên mình xuất hiện trước đám đông mà người ta không cảm tình, biết mình bệnh rồi. Khỏi đi khám bác sĩ, biết mình bệnh. Đúng không? Giữa cuộc sống thuận nghịch này mà mình cảm giác không hạnh phúc là biết mình bệnh. Nhiều cuộc đời tôi thấy tôi buồn quá, sao tôi cô đơn quá. Chứ còn nếu một người hạnh phúc họ mở mắt ra là khắp trần gian này là tri kỷ của họ. Và mỗi điều xảy ra trong thế gian này đều là một cái gì đó rất hạnh phúc mà tạo hóa đang ban phát cho mình để mình được tận hưởng. Mình thấy một cái điều gì thì điều đó là đã được tạo hóa ban phát cho mình một cái món quà. Mình nghe được cái gì đó là món quà tạo hóa đang cho mình, cho nên mình hạnh phúc để mình đón nhận. Thì như vậy là mắt chúng ta thấy cũng là hạnh phúc, tai nghe cũng là hạnh phúc, ngửi mũi ngửi cũng là hạnh phúc. Tất cả mọi điều mà chúng ta xúc chạm đều đạt tới cái đỉnh điểm hạnh phúc thật sự. Ở đây không phải tưởng tượng, không phải là một cái niềm mơ ước, mà là một cái sự thật của một người đang có sức khỏe tốt. Chứ không phải sức khỏe tốt là hôm nay tôi hết đau đầu rồi. Hết đau đầu là tại hôm qua mình đau, hôm nay mình hết. Cái mình nói mình có sức khỏe tốt là không có phải. Cái chuyện sức khỏe không thể so sánh với cái bệnh tật. Sức khỏe tốt là một cái gì đó nó vượt ngoài cái hết bệnh. Cái đau và hết đau thì không có dùng cái từ là sức khỏe. Mà sức khỏe là một cái gì nó vượt ngoài cái này. Cho nên một người mà hạnh phúc á, thì mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống họ đều đón nhận như là đón nhận một vật báo. Đúng không? Được ban tặng. Thì như vậy là mọi cái thấy, mọi cái nghe trong cuộc sống của chúng ta, nếu đó không phải là báu vật đến với mình là mình bệnh, không có sức khỏe. Đây là những cái tiêu chuẩn để mình tự khám lấy mình. Bữa nào ngồi mình thấy tôi cô đơn quá là gì? Bệnh nặng rồi. Đúng không? Ngồi mình cảm giác buồn quá là bệnh nặng rồi. Đâu cần đi bệnh viện làm chi? Không cần.
Thành ra đó là những cái mà để chúng ta thấy rằng tiên sinh nói nếu như mà các bạn không thấy rằng từng cái khoảnh khắc xảy ra trong đời sống của mình là tràn ngập cái hạnh phúc, các bạn là người đang tận hưởng cái hạnh phúc vô lượng vô biên đó, thì các bạn là người đáng ở đâu? Để dị trùng ăn. Đáng xuống 18 tầng địa ngục, hưởng địa ngục tại trần gian này khỏi đi đâu hết. Thật ra ai nói mà thế gian này đến rồi tôi phải trả cái nghiệp này, trả cái quả kia, cho nên tôi phải bị cái này, tôi phải bị cái kia, là người đó là cái người đang thấy sai, không thấy đúng điều Phật dạy. Và cái này nó giống như nghịch lý không? Nghịch với điều Đức Phật dạy là điều thứ nhất là khổ đế. Nghe đâu? Đức Phật nói một câu là gì? Bệnh là khổ. Chứ Đức Phật không có suối mày tới trần gian này mày bệnh để mày khổ. Đức Phật không có nói câu đó. Đức Phật nói bệnh là khổ. Đúng không? Già là khổ, chết là khổ. Thì người nào bị còn vướng kẹt trong bệnh thì người đó mới khổ. Chứ người không có bệnh thì không có khổ. Đức Phật không thèm nói câu thứ hai làm chi. Mình là người học Phật có trí tuệ mà. Đúng không? Đức Phật nói bệnh là khổ. Thì bị bệnh mới khổ. Người không bệnh thì họ đâu có khổ. Không có khổ gì bệnh. Chuyện nó rõ ràng chứ không phải là Đức Phật nói là sanh lão bệnh tử khổ, cho nên mình được sanh ra là mình phải già, rồi mình phải bệnh, rồi mình phải chết thì mới đúng lời Phật dạy. Đương nhiên là chết là cái chuyện nó phải xảy ra với một cơ thể sống lành mạnh. Nếu một người sống lành mạnh thì cái chết xảy ra với họ là cái gì? Họ chết giống như là còn nhẹ hơn giấc ngủ của mình bây giờ. Mình giờ ngủ còn trằn trọc đúng không? Như một người mà sống đúng á, với một cái sức khỏe và hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy rằng cái chết của họ nhẹ hơn một cái người hơi khó ngủ. Người ngủ dễ thì bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng ngủ được, hiểu không? Bất kỳ thời khắc nào họ nằm xuống họ cũng ngủ được sâu giấc. Còn người ngủ nằm xuống trong vòng một phút, này là mình nói chứ tiên sinh nói 30 giây thôi. Trong một phút, nếu mình không đi vào giấc ngủ sâu thì nha, mình là người đầy sợ hãi và bệnh tật. Ủa tại sao mình sợ? Ví dụ nếu nói theo cái kiểu mà đạo Phật thì sao? Do chấp ngã, do vô minh cho nên sanh sợ hãi. Nói theo kiểu vắn tắt như vậy thì tiên sinh nói là do các bạn thấy sai lầm. Sai lầm ở chỗ nào? Chúng ta thấy từng giờ, nếu đã là sự sống và từng giờ cái vũ trụ này luôn gì? Luôn ban phát chứ không có thu lại. Đúng không? Vũ trụ này luôn ban phát mọi điều chứ chưa từng vũ trụ chúng ta thấy thu lại. Mà mình sống trong vũ trụ này, mình sống ngược cho nên mình thu lại. Cái này của mình, cái này của tôi, cái kia của tôi, cái nọ của tôi. Có nghĩa là mình thu lại, có nghĩa là gì? Chúng ta đã sống sai với cái trật tự thể của vũ trụ rồi. Chúng ta chưa có xả ly để chúng ta thông lưu với cái đang thông lưu. Vũ trụ này đang thông lưu mà mình ứ trệ, đã sai rồi. Chúng ta đã làm sai quy luật. Tại ra nếu như bây giờ mà mình không cảm giác mình là thông lưu thì mình là người bệnh tật thì không còn bàn rồi, đúng không? Mình không có cảm giác mình cởi mở được thì mình là gì? Chấp mắt là bệnh tật tiếp. Mình không cảm giác mình hạnh phúc giữa trần gian này, mình là người bế tắc bệnh tật. Thế vậy là mình không cảm giác có thể ban phát tất cả mọi điều ở trong cuộc sống của mình cho cái thế gian này thì chúng ta còn đầy bệnh tật. Đây là quan niệm của dưỡng sinh rồi nha, chưa đụng tới đạo Phật. Ở đây là chúng ta đang nói chuyện dưỡng sinh. Nhớ điều này. Nói đề tài sức khỏe và bệnh tật là tôi không đụng tới đạo Phật. Không đụng tới tôn giáo. Con người có cái quyền để có thể hòa nhập vào cái rỗng mênh mông của vũ trụ này. Con người được cái quyền là ban phát tất cả cái gì mình có cho cuộc đời. Nhưng mình có cái gì? Có tiền thì chưa có đủ đâu. Tiền bằng cái núi cho ba bữa hết, cho ăn bữa một hết rồi. Đừng có nói chúng ta có tiền nhiều để có thể ban phát là chúng ta sai. Mà cái hạnh phúc
Và cái sức khỏe đang có của mình mới là cái vốn của vũ trụ này. Chúng ta cho xuyên suốt vũ trụ này đã có hàng tỷ 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 lũy thừa tỷ rồi, nhưng mà ban cho khắp đó, bây giờ nó cũng chưa có từng lưng miếng nào. Ở đâu cần sự sống, vũ trụ ban sự sống, đâu cần nước, ban nước cần lửa, ban lửa cần mọi thứ. Thì bây giờ nếu như chúng ta như vũ trụ mênh mông kia có vô tận vô biên cái hạnh phúc, vô tận vô biên cái tình thương, vô tận vô biên cái sự bao dung để chúng ta có thể dung chứa được khắp, thì cái đó là cái chúng ta ban hoài không hết đó. Vốn này mới là vốn thật của mình, còn tiền của không phải là vốn thật. Thật ra khi mà con người sinh ra để đi tìm cái món ăn, tìm cái vật để có thể tích chứa là chúng ta đi gì? Đi sai, định hướng sai cho cuộc sống của mình rồi. Mình đi tới bế tắc, đi tới lao ngục, đi tới trần đổ, đi tới hơn thua, đi tới bệnh hoạn và khổ cảnh. Nếu chúng ta tìm cái gì riêng cho mình là chúng ta đã đi sai đường. Cho nên khi mà xảy ra tới một cái mức độ tận cùng là chúng ta bị bế tắc về tình cảm, chúng ta rõ ràng là không cảm nhận được hạnh phúc của gia đình. Một á, là mình không cảm giác hạnh phúc với người sống bên cạnh mình. Hai là người bên cạnh mình cũng không cảm giác hạnh phúc với mình, thì mình là cái gì? Mình bệnh quá nặng à. Nên nhớ được đó. Con không cảm giác hạnh phúc khi ngồi gần mẹ, mẹ không cảm giác hạnh phúc khi ngồi gần con là hai mẹ con bệnh hết. Bệnh hết. Chúng ta nên để ý điều này. Cho nên nếu chúng ta là cái người khỏe mạnh thì người ta ngồi cạnh bên mình ta cảm giác an lạc và hạnh phúc, đúng không? Nhưng bây giờ người ta ngồi gần mình người ta thấy khó chịu quá, là chúng ta phát ra cái gì? Cái bực bội, cái bế tắc, cái gai gắt, cái khó chịu, cái khó ưa của mình. Phải dùng cái từ như là khó ưa. Ngồi gần chán chết rồi, bất đắc dĩ phải ngồi gần, cái hồi muốn bỏ chạy mất rồi, không có chơi cái người này là khó chơi, phát ra cái khí đó. Đây là một cái sự thật trong cuộc sống mà chúng ta phải nhận ra. Nhưng nói tới cái chuyện mà hạnh phúc và sức khỏe là chúng ta phải đào cái này cho nó ra. Chứ ngày nào mà chúng ta xuất hiện ở chỗ nào đó mà chúng ta không thấy cái sự hân hoan chào đón của đông người thì nên sao? Về nhà đóng cửa tu tế đi. Chứ đâu có còn đường nào khác đâu. Về nhà đóng cửa là vừa rồi đó. Để chui vô cái ổ giống như con kiến đi cho rồi. Còn nếu mà ngày nào chúng ta ra xã hội với đầy cái hân hoan của chính bản thân mình cái đó, mình cảm giác mình quá hạnh phúc, bây giờ mình muốn cho hết cho trần gian này còn chưa thấy đã nữa. Thấy chưa? Ai mình cũng có thể mang hạnh phúc đó cho họ được. Và ai mình cũng thương, cũng quý, cũng trân trọng với tất cả cái thâm tâm của mình. Tại vì dù là một cái đầu cọng cỏ, nó cũng đã hội tụ đầy đủ cái tinh hoa của vũ trụ trời đất trăng sao đất nước gió lửa, nó hội tụ chứ không phải là việc đơn giản đâu. Vậy đó mà mình còn thấy người này hơn người kia, người nọ cao hơn người kia thấp. Con người là hội tụ càng kinh khủng hơn cái đầu ngọn cỏ, đúng không? Một đầu ngọn cỏ được bắt đầu nó chổi cái mầm non ra là với đầy đủ cái hơi ấm của mặt trời, với cái lỗ khí khổng để hấp thu không khí, với cái nước đất đầy đủ tứ đại. Và sự mênh mông của vũ trụ này kết tinh để thành cái đầu của một ngọn cỏ thôi. Còn con người mình là một sự kết tinh kinh khủng. Không có dễ gì được làm người. Không có dễ gì được làm người. Thế vậy là họ là con người là một cái gì đó, nó là một món quà cao quý của vũ trụ, một sự hình thành hằng hà sa số kiếp sinh tử của mình rồi. Thì không có ai mà gọi là thấp, không ai là cao hết. Họ đều là món quà cao quý nhất của tạo hóa. Nếu một ngày nào đó sâu trong đầu của mình có nửa ý niệm không trân trọng quý kính một vật nhỏ như một hạt cát giữa trần gian này, thì ngày đó thì sao? Mình quá bệnh rồi. Thì mình còn coi thường người này, đúng không? Chê người kia, rồi đánh giá thấp người nọ, cái mình cảm giác là chê được họ cái mình cảm giác mình cũng sướng sướng lên, đúng không? Chửi được người, ăn hiếp được người, cái mình cảm giác mình thỏa mãn.
Thì đó là cái gì? Quá bệnh rồi, quá bệnh rồi. Đây mình bắt đầu mình khám bệnh trước rồi mới nói chuyện nói chuyện trị bệnh sao, đúng không? Giờ phải khám cho ra bệnh mới được. Tức là muốn thoát bệnh thì mình phải khám bệnh. Bây giờ mình tự làm y sĩ, tự làm bác sĩ để mình khám lại mình có mình bệnh nhiều hay ít. Kể nãy ra có mấy người nào thoát mấy cái chuyện đó không? Ai thoát đưa tay lên coi. Bây giờ ai thoát đưa tay lên coi. Tự nhiên là tất cả chúng ta đang nha, đang bệnh. Bệnh không phải bệnh nhẹ, bệnh nặng, bệnh trầm kha, bệnh là được quân tập không phải một đời mà quá nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì như vậy là chúng ta phải thoát ra khỏi cái này. Dù bất kỳ cái khổ cảnh nào, nếu một người với cái ý chí mãnh liệt để thoát ra thì chúng ta đều thoát được hết. Rõ ràng là chúng ta đang rớt vào sâu trong khổ cảnh bệnh tật, chúng ta không có lối thoát. Tôi nói nếu như những người mà thực tế trong cuộc sống nha, tất cả công chuyện là ăn đều bị bế tắc. Bế tắc tuyệt đối, không có làm cái gì ra tiền hết á. Hạnh phúc gia đình thì tan mất, không có cơm ăn, không có nhà ở, không có sự nghiệp làm, trắng tay. Và nếu như ngày nay không làm là ngày nay đói. Nếu ngày nay không có người cho ở một cái gốc cây mát là mình không có chỗ để mình đứng trong bóng mát, không có chỗ che mưa, che nắng. Cuộc đời như vậy là cái gì? Xong rồi đúng không? Nhưng sâu trong lòng của người đó không bao giờ có nửa ý niệm nhờ bợ người khác để sống thì người này sẽ thoát ra. Còn nếu mà sâu trong lòng chúng ta còn nửa ý niệm muốn nhờ người khác để chúng ta vươn lên thì chúng ta muôn đời không bao giờ thoát được. Và bắt đầu gầy dựng ý chí này từ bây giờ. Dù chúng ta đang ở hoàn cảnh cùng cực khổ đau nhưng mà không có mượn ai hết, không có dựa vào ai hết. Và chúng ta phải dùng bằng tất cả năng lực ý chí vốn có của mình để mình thoát. Và thấy chắc chắn rằng tôi sẽ thoát được cái điều này. Do đó ai trong hoàn cảnh bế tắc mà không có tự tin để mình thoát ra thì người đó không bao giờ thoát ra được. Mình nhờ người khác có nghĩa là không tự tin, đúng không? Mình mượn cái gì đó rõ ràng là mình không phải là người có đủ tự tin. Và không đủ tự tin thì chết luôn đi. Đúng không? Khổ nhiều đó đủ rồi, bây giờ còn dựa chỗ khác để tiếp tục khổ đau là không phải rồi. Không có dựa dẫm vào bất kỳ một cái điều gì mà tự mình có ý chí quyết liệt để mình vượt thoát cái khổ này bằng chính cái trí tuệ, cái khả năng và trí phán đoán của mình. Và mình tin chắc rằng tôi sẽ vượt qua cái này một cách nhẹ nhàng. Chúng ta phải gợi lại cái này của mình đi. Và ai cũng có khả năng vượt thoát. Cho nên không có ai là người bế tắc trong được cuộc đời này. Vì sao? Vì vũ trụ vốn thông lưu. Cho nên không có chuyện bế tắc. Bế tắc là sai, chúng ta đã nhìn sai. Chúng ta thấy mình không có thoát ra cái điều này. Chúng ta thấy mình bị bế tắc cái điều kia. Chúng ta thấy mình bị vướng mắc cái điều nọ là cái nhìn sai. Giờ phải khám hết, lòi ra hết những cái sai trái của mình trước đó đã. Khi mà chúng ta nói điều này sai thì dứt khoát là chúng ta không được tái phạm. Nghe chưa? Đó mới là chân sám hối á. Thấy nó sai là không được tái phạm nữa. Và nếu như ngay đây tất cả chúng ta đều thấy rằng mình không có bị trói buộc thì đó là cái chân sám hối đó. Có nghĩa là chúng ta thấy mình không có cái gì để vướng mắc, mình cảm thấy mình thông thả, mình thảnh thơi, mình rời rảnh, mình không có bị vướng động ở đâu hết. Đó là hạnh phúc đang có. Nhưng mà có điều là chúng ta chấp nhận cái gì? Chúng ta đang chấp nhận điều gì? Cái câu mà tôi nói hoài là cái gì? Mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vô à? Đúng không? Bây giờ tôi chấp nhận mình đang thông lưu, đang hạnh phúc thì chuyện đó xảy ra ngay tại đây với mình. Bây giờ mình thấy thiệt, nói thì nói vậy chứ buông ra tôi buồn lắm. Bạn bè, bạn thân không có. Thì hình như nếu mà mình không thấy mình có tri kỷ với cuộc đời nha, chứ không phải tri kỷ với một người, tiên sinh nó là căng lắm à. Đối với cuộc đời này, mọi điều đều là tri kỷ, tri âm của chính mình. Tại vì nó hiểu nó mới đem cái đó tới cho mình. Mình còn thiếu, cho nên vũ trụ mới ban phát mình. Mình chưa có nếm
trải cái sự khó khăn khổ sở là đem tới. Tức là vũ trụ quá hiểu mình, cho nên mình thiếu là đem cho liền. Mà mình không có trân trọng, mình không tri ân, mình còn phàn nàn nữa, tại sao con mẹ kia mẹ sướng quá mà tôi khổ cỡ này. Ủa, vũ trụ không thương, Phật tổ không thương, không phải là tại vì mình không biết trân trọng tất cả món quà quý của trả quá đang ban phát cho mình. Và người nào còn so sánh chọn lựa thì người đó thì không còn bệnh, đúng không? Tạo quá cho đâu có so sánh đâu. Ông nào muốn, bà nào muốn, anh nào muốn, chị nào muốn, và bất kỳ muốn cái gì trả quá cho đầy đủ cái đó. Thương mình còn hơn mẹ mình. Vậy mà mình nhận mấy món quà cái mình chê, mà nó thôi cái này không được, để tôi nhận cái kia, tôi không thích khổ để tôi nhận vui à. Tôi không thích buồn, tôi nhận tôi sung sướng tôi mới chịu, không sung sướng tôi không chịu. Thì đương nhiên là trả quá luôn ban phát hạnh phúc cho mình, nhưng mình không chịu nhận hạnh phúc. Chứ không phải là trả quá không cho hạnh phúc. Và mỗi một khoảnh khắc mới là mỗi một cái sự sống động tươi vui rõ ràng mà. Đâu có bao giờ đã quá làm bế tắc bất kỳ một sinh linh nào trong vũ trụ này. Luôn luôn khai thông, luôn luôn mở toan, luôn luôn ban phát, luôn luôn dân hiển, luôn luôn trao tặng. Và nếu như bây giờ tâm của mình sẵn sàng làm chuyện này thì sao? Là chúng ta sẽ sống phù hợp với trật tự thể của vũ trụ. Bây giờ dám cho gật đầu lia lịa, tủ sách chìa khóa đâu đưa đây? lắc đầu, dám cho gật gật cho đưa chìa khóa tủ sách lắc đầu. Nếu tâm mình mà không có mở thì mọi cái nó sẽ bế tắc. Thì cái lực của tâm mình nói từ đầu nó tới 80%. Cho nên một lần mà chúng ta thấy đúng, một lần chúng ta thấy đúng là nó sẽ mở toan mọi điều. Nếu như bây giờ chúng ta vẫn còn thấy theo cái lời nói cũ, bây giờ nói với những người bị đang bị bệnh nặng, nhất là bệnh ung thư, bệnh nan y, chúng ta vẫn còn có cái thói quen cũ. Chúng ta chưa thay đổi được. Thay đổi được bữa trước bữa sau hết bệnh nó mất rồi. Thay đổi được ngay khi thay đổi đó, có khi nó bung dở rớt khối u ra liền. Còn thay đổi không được, nó cứ bám hoài. Tâm mình đâu có chịu mở thì cơ thể nó không đào thải, nó không có khai thông. Đây là quy luật rồi. Cho nên những người bị ung nhọt, bị sạn là tâm không có mở. Bị kết khối là cái u uất, cái bí kết được quân tập nhiều ngày nhiều tháng à. Chứ chúng ta chưa nói chuyện khác. Cho nên ai mà bị bế kết, bất kỳ bế kết cái gì, ví dụ như có những người, những người sạn thận gặp chúng tôi hay nói một câu vui á. Tôi nói chừng nào mà tự động rớt viên sạn ra khỏi cơ thể thì tôi ký hợp đồng làm ăn với ông liền á. Tại vì nếu mà họ có sạn mà họ không tự dâng viên sạn ra thì đừng có chơi. Nên họ còn chấp tới thành sạn lắm mà. Rồi mình chơi với họ thế nào cũng bị bế tắc à. Chừng nào mà tự dân nhân sạn ra nói chuyện tiếp, còn không thôi. Mà không được mổ xẻ, không được trị mà bất kỳ cái điều gì. Phải là tâm anh mở thì dân sạn tự động dân khỏi cơ thể à. Đây là một cái điều thật. Có những người mà gặp cái phương pháp của mình thì cũng ăn uống một cách rất là bình thường, nhưng mà cái tâm họ thay đổi, dân dân sạn ra răng mất. Thật ra là chúng ta phải thấy rằng bây giờ bắt đầu rớt xuống cái tầng sâu của cái phần điều thân á, thì đương nhiên là chúng ta cũng phải hiểu điều này điều kia trong cuộc sống này một cách tốt nhất. Chúng ta phải hiểu một cách tốt nhất rồi mới nói tới cái chuyện là phải điều thân cái kiểu gì. Còn tất cả những cái thấy hiểu, cái gọi là cái kiến giải của chúng ta mà nó không có thông á. Cái thứ hai là chúng ta không biết mình đang bệnh. Nhiều khi á, mình thấy mình đi đứng bình thường, mình mạnh khỏe bình thường, đúng không? Mình không có nhức đầu, không đau răng, không có đau bụng, không có tê, không có gì hết. Cái mình thấy tôi sức khỏe tốt rồi.
thì đi thử ra chợ một vòng đi. Thì sao? Thấy người ta không có thương quý mình. Mình còn bệnh nhiều lắm, khỏi cần đi bác sĩ, hồi nãy mình nói rồi đúng không? Cho nên đó là mình phải tự khám bệnh tại nhà và đi ra sinh hoạt trong cuộc sống này. Ở trong nhà mà có 5 người, sáng ngày họ gặp mặt mình mà họ không có cảm giác mến mình, không có cảm giác vui với mình, không có cảm giác hạnh phúc với mình, thì biết mình là ai? Mình là một con bệnh. Đúng không? Vậy thôi đơn giản. Còn bây giờ ai gặp mình cũng cảm giác hạnh phúc, tươi vui, là dễ mến, dễ thương, là biết rằng mình khá khá rồi. Vậy thôi. Thì có dễ để mình thành một con người hạnh phúc không? Không có khó. Có điều là chúng ta có làm được, muốn làm hay là không thôi, chứ đừng nói là cái việc này khó làm. Tiên sinh nói một câu là sao? Nếu trên cuộc đời này có một cái việc gì mà các bạn cho là khó thì sao? Thì các bạn là người chủ bại, chủ động bại trận trước khi làm. Cho nên bây giờ mình được quyền dệt cái ước mơ, thấy chưa? Mình thấy rõ ràng là vũ trụ có những cái chung quanh nó rất là lý thú mà chúng ta nhiều khi không làm được. Một con thú cấp thấp hơn mình tự nhiên nó muốn bay, nó vỗ cánh nó bay, mình bay không nổi, mình phóng cái mình té à. Đúng không? Tức là mình không có được tự do tự tại. Thấy chưa? Một con côn trùng rất là nhỏ, nếu muốn bay không bay cái vèo. Thế như vậy là con người ta không làm được. Có những cái mà mình gọi là mình ước mơ mà mình không có thực hiện được là sức khỏe của mình và hạnh phúc của mình. Cho tới khi chúng ta xuống mồ thì chúng ta bị dày dò về bệnh tật trước khi chúng ta nhắm mắt. Rất hiếm có một cái người nào đó là những cái phút cuối họ thư thả, họ thanh thản để ra đi. Đúng không? Cái số đó là cái gì? Nếu tính là một phần tỷ chứ đừng nói là một phần triệu. Số này hiếm lắm. Chúng ta nhìn lại cuộc sống này đi. Thì như vậy là rõ ràng là con người ta nó bị bế tắc, đi sai lầm. Và chúng ta muốn thoát ra cái hoàn cảnh này. Có muốn không? Muốn thì rất là đơn giản. Muốn rất đơn giản là gì? Chúng ta phải thực sự sống như trước mình nói là không có chỗ để tù động. Chúng ta phải thấy được cái sự thông lưu của vũ trụ này và mình là một cái đại biểu đại diện cho cái vũ trụ. Mình là một cái sinh linh đang sống trong vũ trụ này, thể hiện một cái sức sống mãnh liệt của vũ trụ, là một sự thông lưu, là sự ban phát, là sự rộng rang, là tinh khôi, là mới mẻ, là không có ứ trệ, không có vướng mắc. Chúng ta phải thể hiện được cái thấy biết đó một cách chắc thật. Thì quý vị sẽ thấy rằng mình mở toan mọi cánh cửa ra. Tự nhiên mình thấy mình không có cái chỗ nào để mình vướng, không còn chỗ nào để mình động, không còn chỗ nào để mình mắc, không còn chỗ nào để mình bế tắc. Dù là chúng ta ở trong hoàn cảnh là bữa nay nếu mình không có người mướn mình làm, mình sẽ đói. Nhưng mà nếu như tâm chúng ta cảm giác không còn sợ cái việc đói này của ngày hôm nay nữa, mình cảm giác là mọi chuyện với mình nó thông, chắc chắn nó thông. Chứ không nói là chuyện sẽ thông nữa mà là nó đã thông lâu lắm rồi. Bây giờ mình đang hưởng cái sự thông lưu đó thì tự động có 10 người mời dự bữa tiệc mà không cần tốn tiền luôn. Nó hay vậy đó. Như mình lo mình sẽ đói, mình lo mình sẽ khát. Còn dù là mình không có cơm ăn, thậm chí mình không áo mặc, thậm chí mình không nhà ở, mà mình vẫn tỉnh rụi. Nó tỉnh rồi lấy cơm đồ ăn thầy. Tôi nói tỉnh vậy mà cơm nhiều hơn đó. Đây là một quy luật. Nếu chúng ta sống đúng quy luật thì chúng ta không bao giờ thiếu. Tạo quá chưa bao giờ để ai phải thiếu đói. Nhưng vì cái tâm người ta thiếu đói, người ta ngăn chặn cái trao tặng của đạo hóa đi. Chứ đạo hóa sẵn sàng cho mình nguyên một cái kho tàng vĩ đại kinh khủng.
Chúng ta muốn kho tàng vàng bạc cỡ nào cũng có, nhưng mà tâm mình bị đóng bít, chúng ta sẽ chặn đường ban phát của tạo quả. Chúng ta không mở tâm để đón nhận tất cả. Khi mà quý vị mở tâm đón nhận tất cả thì chúng ta sẽ có đầy đủ. Hay như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu tính toán và chọn lựa thì bắt đầu làm sao? Cái chuyện nhỏ nhất nó sẽ tới với mình. Và ai cư xử với bạn bè cái điều gì? Ngồi lại suy nghĩ đi. Nói tri kỷ chứ ngồi cũng tính quá trời quá đất tính luôn á. Chứ chơi tri kỷ chưa chắc là thả hết thân tâm này để chơi cho một ngày thoải mái. Chưa có. Chúng ta chưa làm được điều này với bất kỳ một ai một ngày thôi. Còn chưa dám nữa chứ đừng có nói chuyện là chúng ta được sống nhiều ngày. Thì như vậy thử hỏi cuộc sống chúng ta làm sao không bế tắc. Giờ ngồi nghiệm lại đi, quý vị đã từng chơi với ai một ngày mà gọi là dùng cái từ thế gian này nha, là xả láng chưa? Chúng ta buông hết tất cả những cái gì giấu kín trong người của mình. Mình sống một cách hồn nhiên, trong sáng, không hề có một sự ngần ngại, dè dặt, dè chừng, lưu ý, lưu tâm. Có không? Chưa từng có. Chúng ta chưa từng làm được điều gì trong một ngày. Nói cái chuyện mà tôi nói là trong chùa nói cái chuyện học đạo người đệ tử chưa bao giờ thả tâm mình ra để được ông thầy uống nắng hết tất cả mọi thứ. Nói là nói như vậy chứ cũng phải là phải dè dặt lại ông thầy này, không biết ông sao nha. Mình nữa không nên nói thiệt, nói thiệt mốt nói lung tung mệt đó. Ví dụ vậy đó. Mình phải giữ kẻ này, mình giữ kẻ kia, mình giữ kẻ nọ đủ điều chứ chưa bao giờ chúng ta hoàn toàn sống một cách tách bạch. Nhưng mà tạo hóa không có hề giấu, tạo hóa luôn luôn rỗng, không có chỗ chứa. Mình có nhiều cái học chứa nơi tâm quá. Và chính những cái học chứa này nó mới làm tắc nghẽn mọi điều của chính mình. Thật ra nói thì chúng ta có hiểu, chứ không phải là chúng ta không hiểu. Nhưng mà khi làm thì chúng ta làm không đúng theo cái hiểu của mình. Làm cái mình cảm thấy bị mất mát, bị hao hụt mà, đúng không? Bây giờ mà ví dụ như mà tổ chức bữa tiệc vui với bạn đi, phải tính là phải mời người nào để nó đi, nó cho mình món quà gì đó để mình gỡ vốn. Đúng không? Nghĩ là đi ví dụ như đám cưới của con mình đi, bây giờ chuẩn bị mời đám cưới là phải ngồi tính coi cái bà nào có tiền rồi ha. Rồi để đi, đi bây giờ mình bỏ ra 5 triệu, 10 triệu mình lo đám xong đám ngồi đếm coi lời hay lỗ. Rồi mời người ta vui với con mình mà còn tính cái chuyện lời lỗ rỗng nữa. Và cái này ai thoát đâu. Thậm chí các chùa mà tổ chức buổi lễ tổ chức xong mà ngồi tính lễ bữa nay tổ chức lỗ. Không có lời. Thì vậy là gì? Vậy có nghĩa là chúng ta giật dọc của tạo hóa một cách thất thường. Chúng ta không có sống một cách rất là công bằng giống như tạo hóa luôn ban phát. Mời người thân của mình lại để chia sẻ niềm vui. Nhưng mà chúng ta vẫn tính toán. Nói này ra thì nó buồn lắm nhưng mà có không? Có, chúng ta chưa rồi. Chưa bao giờ chúng ta thực sự sống một lần. Thật ra là hạnh phúc không bao giờ có mặt với mình. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Cho nên là chúng ta phải khám cho ra bệnh của mình về nhiều chiều hướng. Do tất cả những cái thấy nhìn này, con người ta đang lao tâm nhọc sức tìm những cái để gì? Để chấp thủ. Chứ chúng ta chưa bao giờ bỏ công sức tìm cái gì để sao? Để phá vỡ. Chúng ta đang đi ngược đường. Coi đi, bây giờ có một chút danh là phải làm sao? Tôi là cái người danh giá, nói chuyện tôi phải nói nghiêm túc đàng hoàng, hiểu không? Đi chung tôi là phải mặc kiểu này, phải mặc kiểu kia. Ngồi chung tôi là phải ngồi cái gì đó. Nói chuyện tôi là không có được nói ồn ào, phải nói một cách nghiêm túc. Tôi là người nghiêm túc mà, đúng không? Chơi với người nghiêm túc mình nghẹt thở muốn chết luôn rồi đó. Nhiều khi á, nghe mỗi lưng thấy mồ luôn, không có dám ngã ngửa dựa nữa. Nói chuyện phải ngồi thẳng lưng rồi nè. Tại vì toàn là mấy người nghiêm túc mà. Ngồi ngửa ngửa gì nó nghe nó kỳ. Rồi gán giữ cái danh dự của mình. Đó. Cũng mệt lắm chứ bộ. Mà rõ ràng là chúng ta đang làm những điều như vậy.
đang cố gắng để giữ một chút danh, giữ một chút vị trí, giữ một chút địa vị, giữ một chút cái quyền lợi gì gì đó, cái chút gì giữ được là mình sẽ giữ à. Chứ chưa bao giờ mình thấy là cái này nó không có đáng. Và tất cả những cái giữ của mình đều là đóng bít, là bế tắc cuộc sống của mình. Mình phải hiểu được điều này để mình bắt đầu thả lỏng buông thư. Thật ra cái từ mà thư thả của mình nghe thì nó quá đơn giản đúng không? Nhưng mấy ai thư thả? Ngay cả bây giờ chúng ta cũng đâu có thư thả nổi đâu. Chúng ta vẫn là có một cái gì đó nó dè dặt, có một cái gì đó nó khuôn sáo, có cái gì đó nó bài bản. Và tất cả những khuôn sáo, những bài bản đều là sự trói cột. Ví dụ như bây giờ muốn chơi thân người này, nếu bây giờ chơi tôi là phải như vậy nè, chơi tôi phải như kia, mà không được như vậy nghỉ, đừng chơi. Thì là cái gì vậy? Đưa ra cái sợi dây thừng để cột người ta trước, mà rủ người ta chơi với mình cho tự do. Tự do gì nổi, cột sợi dây thừng tự do gì. Vậy mà nhiều người muốn chơi với nhau là chắc chắn là tôi là cái người thế này nè, tôi đã có cái này, tôi đã có cái này, tôi đã có cái này. Nếu chơi tôi là phải gắn giữ cái này cho tôi. Còn nếu mà phá cái này là nghỉ chơi thì không chơi nữa. Đúng không? Nhìn lại coi. Ra đối với bạn bè, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với mọi cái, chúng ta luôn luôn tạo một cái gì đó để gây sự bế tắc của mình và bế tắc của người đối phương. Chưa bây giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta gặp người đó là sẽ phá hết mọi cái. Đây là con người sống không khung sáo, mình sẽ không khung sáo một ngày coi sao. Chưa bao giờ dám. Và một ngày mà chúng ta sống một cách tự do, không khung sáo, chúng ta mới thấy một chân trời rộng mở mênh mông giữa cuộc sống này. Và ít ra chúng ta phải tìm một tri kỷ này. Không có nói chuyện khung sáo ở đây. Không có lề lối, không có khuôn thước gì hết trơn á. Chúng ta sẽ sống thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời nó khác lắm. Nhưng mà chúng ta quen rồi. Thật ra trong cái giao tiếp mà những người bên cạnh mình, trở lại vấn đề, nếu như mà mình gặp một người mà chúng ta không thấy người đó cười một cách thoải mái với mình, hoặc là chúng ta thấy người đó còn có một chút dè chừng với mình, thì rõ ràng là chúng ta quá bệnh rồi. Đừng nói người khác, mình nói chuyện mình đi, đúng không? Bệnh lắm rồi. Cho nên họ gặp mình, họ dè dặt, họ sợ. Một là mình sơ hở là chắc là bị nó móc túi mình đó. Đúng không? Nó dè dặt đủ điều á. Nói chuyện rồi phải coi chừng á, cha này khó tánh, coi chừng cha bắt bẻ mình đó. Đúng không? Mình cười mà cười sảng khoái thì nó mất tư cách của mình. Hoặc là gì đó đại khái là mình sẽ bị, một là mình sẽ bị mất cái gì đó, hai là nó sẽ bị thất thoát cái gì trong cái giao tiếp á. Chứ chưa bao giờ chúng ta gặp một cái người hết sức là trong sáng. Vì sao vậy? Vì mình có trong sáng đâu. Mình trong sáng si bụng ta ra một người, mình đầy cái ổ tùm lum ở đây này, cho nên ngồi gần người ta cái mình sợ người ta nói giống như mình. Đâu bây giờ mà không dè dặt khi đối xử với một người khác đâu. Một người xa lạ thực sự khi gặp mình, mà nếu chúng ta hoàn toàn hồn nhiên trong sáng, không hề có bất kỳ một sự dè chừng nào, thì đó là một lần trong đời chúng ta đang giao tiếp đúng. Có lần nào chưa? Có chưa? Ví dụ như mình đi gặp người hoàn toàn không hay biết, tự nhiên hẹn mình đi 7 giờ tối này gặp ngoài gốc cây đó nha, mà dám đi mình không? Dám không? Dám không? Dễ gì dám rồi, đi chị mang tiền theo nhiều giùm tôi một chút nha. Là kể như xong rồi đó, hết dám đi ra chỗ đó luôn. Bao giờ chúng ta dám? Tiên sinh nói nếu như trong lòng các bạn có một ý niệm sợ mất một điều gì thì các bạn là một người quá bệnh tật rồi. Quá bệnh tật rồi. Nhưng mà chúng ta có sợ mất không? Sợ đủ thứ, đúng không? Và nếu như trong cuộc đời này, nếu các bạn mà có một cái hành động mà các bạn sẽ ân hận với nó thì đó là một bệnh tật nặng. Không có phải là mình làm sai mình không biết ân hận, nhưng mà do trí phán đoán chúng ta không mở, cho nên chúng ta làm việc là bị sai lầm. Bị sai lầm là chắc chắn chúng ta sẽ ân hận.
Nhưng tới một ngày đó trí phán đoán chúng ta đã khai mở rồi, cho nên chúng ta nhìn một sự việc nó rất là chuẩn mực, để khi chúng ta ra tay là chính xác, không có chuyện ân hận. Phải chi tôi làm thế này, không có cái chuyện phải chi, không có cái chuyện đó. Vì trí phán đoán nó rất là nhạy cảm, nhạy bén, trực giác nó rất là linh thông. Cho nên chỉ cần thoáng qua sự vật đó là biết chính xác đúng sai, ra tay là chính xác, không có cho tôi làm lại nha, cho tôi xin lỗi nha, không có chuyện đó. Các bạn mà xin lỗi nhiều chừng nào thì các bạn bệnh nhiều chừng đó. Đúng không? Cho nên chơi với bạn mà xin lỗi nha, không có chuyện xin lỗi, mà chỉ biết nói chuyện cảm ơn chứ không nói chuyện xin lỗi. Người nào mà trong lòng luôn thốt ra cái câu cảm ơn đi đầu tiên là người đó mạnh khỏe. Mà người nào mà nói xin lỗi là người đó bệnh. Nghiệm lại coi phải không? Đang khám bệnh, tôi bắt đầu tôi khám bệnh. Làm danh y khám bệnh. Khám bệnh kiểu này nó mới tới bệnh à, chứ còn khám mà kiểu mà không nghe không tới đâu. Thật ra có nhiều khi bệnh nhân vô mình chỉ cần hỏi một câu gì đó thôi, họ trả lời tôi biết bệnh gì rồi. Đâu có cần phải bắt mạch đâu, phải bắt mạch. Phải bắt mạch. Đó, bây giờ mình, tại vì mình chuẩn bị kê cái toa tổng hợp, cho nên bây giờ khám bệnh tổng hợp. Đó. Từ đây trở về sau, khi mình tiếp xúc với một người, thứ nhất là mình đủ cái lòng để cảm ơn họ. Thứ hai là sau khi tiếp xúc với họ, họ cũng phải cảm ơn mình một cách chân thành. Thì mình là người gì? Đang ban phát hạnh phúc cho người ta. Chứ mình đem khổ đau, ai rảnh cảm ơn mình, đúng không? Đem sự khó khăn, đem sự bức bách, đem sự khó chịu thì người ta sẽ bực dọc với mình. Nhưng nếu như chúng ta hết bệnh, chúng ta là người hạnh phúc thì đi đâu? Chúng ta đều ban phát hạnh phúc cho người ta và chúng ta luôn luôn nhận được cái lòng cảm ơn. Một cái sự trân trọng, quý mến và mang ơn mình. Đây là cái điều rất là thực tế, không nói chuyện lòng từ của đạo Phật vô đây, chưa đụng tới. Lòng từ rất là kinh khủng, hơn gấp 1 tỷ lần là mình nói chuyện thấp thấp dưới đất được rồi. Đúng không? Đó. Bây giờ trong tất cả các giao tiếp chúng ta thấy đi, người ta đôi khi phải mất thời gian 1 tiếng đồng hồ nói chuyện với mình. Chúng ta về tại đó chán ghê luôn, phải mất thời gian. Thì vậy là sao? Là người nó bệnh. Người bệnh nó đem lên sự mất thời gian cho người khác. Chứ nếu như mà họ tiếp xúc với mình 1 tiếng đồng hồ, họ cảm giác thân quen, họ cảm giác hạnh phúc, và bản thân mình cũng cảm giác thân quen và hạnh phúc, và mình rất là thích thú và rất là tri ân trong cái cuộc gặp gỡ này, thì mình là người có hạnh phúc và bản thân người kia cũng có hạnh phúc. Chúng ta phải giao tiếp bằng cái này thì cuộc sống đi đâu cũng tràn ngập hạnh phúc, và người nào gặp mình họ cũng được hạnh phúc. Thì như vậy mới được tạm gọi là có chút sức khỏe. Thật ra mình phải nói chuyện với một người là mình phải nhìn họ. Có đôi lúc họ cũng mệt với mình, họ thở ra thôi cứu đi về lẻ vào mình. Mình để ý cặp mắt người ta, có nhiều khi người ta nói chuyện với mình mà cặp mắt họ nó có cái vẻ hưng phấn, đúng không? Họ thích thú, họ hưng phấn, họ tươi lên thì ánh mắt họ khác, họ sáng ra. Nhưng mà nói hồi có hỏi xìu giờ là biết họ chán mình lắm rồi. Thì làm ơn là bước rút lui đi. Nên mình bệnh quá mình đem cái hơi hám nó không có sung mãn, không có tươi vui, không hưng phấn như người ta. Đem người ta một sự chán chường thì mình bệnh rồi, chạy về đóng cửa trị bệnh đi. Chứ đâu còn đường nào khác đâu. Cho nên là trong cái giao tiếp, thấy chưa? Tôi nói lại là trong giao tiếp, nếu như cái người giao tiếp với mình mà họ không có đầy cái sự trân trọng và lòng tri ân với mình thì mình là người bệnh. Ngược lại, mình tiếp với người ta mà mình cũng không cảm giác tri ân thì mình cũng bệnh, mà người đó cũng không khỏe gì. Mình bệnh nhưng mà họ cũng không khỏe gì. Tại vì họ ngồi gần mình cũng cảm giác thoải mái lúc nào hết trơn á. Cho tới cuộc sống này, chung quanh mình, mọi thứ chúng ta thấy rất rõ ràng là nó có một cái gì đó, nó cái môi trường sống của họ đó. Chúng ta tới, chúng ta có một cái cảm giác là nó có một cái gì đó nó thoải mái, nó thông thoáng, nó có một cái gì đó mà mình tới cái nơi sống của họ mình có một cảm giác nó mở. Chứ nó không bó chặt, nó không có khung sáo.
thì biết rằng tâm hồn người này nó có một cái gì đó nó tươi vui, nó cởi mở, đúng không? Cái cách bố trí nhà cửa cho tới sinh hoạt chung quanh chúng ta nhìn vô thì chúng ta biết liền à. Vô nhà vì công chuyện gán uống ly nước bỏ chạy chứ không có ngồi lâu được. Nhưng mà khi chúng ta tới một cái môi trường nào đó, thứ nhất là mình có thể ngồi hoài đó mà không cảm nghe chán, đúng không? Và lấy người tiếp mình á, họ cũng muốn giữ chân mình, họ không muốn chia tay, mặc dù không có tình cảm gì. Vì lâu lắm họ mới gặp một cái người nó hồn nhiên, nó trong sáng, nó cởi mở, nó nhẹ nhàng. Cho nên là mình nói chuyện người đó mình cũng cảm giác là lòng mình nó nhẹ, nó tháo gỡ được cái gì đó. Thành ra họ muốn tiếp tục cái cuộc giao tiếp này. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức khỏe chúng ta tốt, tâm hồn chúng ta hồn nhiên, lòng chúng ta cởi mở và chúng ta đầy tình thương khi ngồi đối diện với họ. Họ nhận được tất cả những cái từ trường lực của mình ban cho. Và rõ ràng là họ cảm giác là hạnh phúc thiệt khi mà được nói chuyện với mình. Cảm giác họ cảm giác nhẹ nhàng và cởi mở và tháo gỡ cho họ được một cái điều gì đó. Thậm chí là họ bắt đầu sổ được những cái chuyện bí mật trong cuộc đời mà bản thân nhiều khi họ không nói được. Nhưng mà gặp một người rất lạ, họ có thể nói được cái chuyện riêng tư của mình để họ trút được cái bầu tâm sự lâu nay. Thì mình là cái người có sức khỏe và có hạnh phúc. Cho nên chỉ cần cái sinh hoạt của mình, đúng không? Cái giao tiếp của mình trong mọi tình huống của cuộc sống thì chúng ta biết rằng mình thoát khỏi bệnh tật hay chưa. Chứ đừng nói là tôi 5 năm, 7 năm tôi chưa bị cảm là tôi khỏe, không? Chưa. Tiên sinh nói là 10 năm các bạn bị bệnh lần thì các bạn là người đã mỏi mệt lâu lắm rồi. Thật ra là đối với tiên sinh là cả đời không có nói chuyện bệnh cảm. Và đối với phương pháp dưỡng sinh là tuyệt đối cái bệnh cảm không bao giờ tới đi tới lại. Người nào bị cảm là hư à. Ăn dưỡng sinh 5 năm, 7 năm bị cảm lần là thất bại rồi. Nói chơi là đi không đúng đường. Thì tới hồi mà mình đi sâu vào cái từng chi tiết của cái việc mà trị bệnh thì chúng ta sẽ nói lâu nay có rất là nhiều cái người mà ăn theo phương pháp dưỡng sinh có nhiều cái sai lầm. Thì chúng ta sẽ nói cái chuyện sai lầm đó. Tại vì có những người trị bệnh không hết bệnh là một nè, thậm chí đi tới tử vong. Hoặc là chúng ta đã sống lâu trong môi trường dưỡng sinh mà chúng ta bị bế tắc, chúng ta còn bị buồn, có nghĩa là chúng ta bị bế tắc, chúng ta không có cảm giác thoải mái là chúng ta bị bế tắc, đúng không? Nhất là những người mà sống trong chùa mà không thấy hạnh phúc thì thiệt là không biết ăn cái gì, chứ ăn rồi chưa có đã. Nên tôi một người sống trong chùa một ngày, hai ngày á ha, mà không cảm giác hạnh phúc á, thì ăn gì vậy ta? Trên ý kiến thì coi đánh bằng cái gì nó mới đã, chứ đánh bằng rồi không có đã đâu. Có cái gì để mình tranh đấu vậy mà cũng để cho cái sự tranh đấu xảy ra. Có cái gì phải hơn thua giành giật vậy mà cũng vẫn có hơn thua xảy ra trong chùa. Thì thiệt đáng ăn đòn, mình dùng từ đáng ăn đòn thì không có đáng. Ăn đòn không xứng đáng với người này. Phải để cho mở cửa địa ngục liền cho họ đi cái rạc xuống dưới chơi với diêm phủ, âm phủ dưới mới xứng. Chứ ở trần gian này mà nhất là ở trong chùa mà thấy bị khổ rồi bị buồn rồi bị tủi rồi khó sinh hoạt gì gì đó thì rõ ràng là không có đáng ăn rồi. Không đáng ăn đòn. Đánh đòn họ mất công mỗi tay lắm. Rồi trong cuộc sống này thì chúng ta không cảm nhận được mọi việc xảy ra xung quanh mình là một cái gì nó cởi mở. Một người tới gặp mình là tạo hóa đang sao? Đang cho một người mang cái tín hiệu hạnh phúc, tươi vui tới cho mình. Cho một người mang cái điều mà mình cần tới cho mình. Mình phải hiểu điều này. Cái mình cần người ta mới tới. Cái gì mình cần người ta mới cho. Khi mình đủ rồi không có cái gì tới với mình đâu. Ví dụ như bây giờ ăn no rồi, người ta thấy rõ ràng là mình ăn no trước mặt người ta, đúng không? Có ai đem thêm mâm đồ ăn nữa mời mình không? Không.
Không ai mà vô duyên đến độ đó, đúng không? Không ai mà không có trí tuệ. Cho nên trạo quá như nãy mình nói là trạo quá luôn thấy mình thiếu cái điều gì đó mới đưa mình người tới. Đưa người tới, đưa việc tới. Thì những cái con người và những sự việc tới với mình là để làm cái gì? Thành toàn cho mình, bù đắp cho những cái chỗ khiếm khuyết của mình đang bị khiếm khuyết. Và chúng ta đang rất cần cái điều đó trong cuộc sống của mình. Và khi cái điều đó đã đến với mình là nó hoàn thành cái sứ mệnh của tạo hóa trao cho nó, là nó chửi mình cả tiếng đồng hồ luôn. Nhưng mà nó hoàn thành sứ mệnh tạo hóa cho mình. Lâu quá mình thiếu chửi, cho nên bữa nay người này tới chửi cho mình đầy. Chứ mình không phải thiếu. Ủa, mình không phải là không có thừa thải. Không có chuyện gì tới với mình là thừa thải. Mình phải thấy rằng không có một chuyện nhỏ trong trần gian này mà tới với mình là thừa thải. Và tất cả những chuyện chúng ta gặp trong cuộc sống này là đều là những cái chuyện mà chúng ta đã gửi cái thư yêu cầu lâu lắm rồi. Gửi thư yêu cầu mình cần nó tới, mà sao mình nó tới chậm vậy? Cho nên một hôm nào đó mình lỡ gặp ai chửi mình thì chuyện đầu tiên là mình phải lắng tai nghe kỹ từng lời, nuốt cho nó trọn từng chữ một. Xong rồi thì sao người ta, mình phải hỏi người ta dừng á, phải hỏi là còn nữa không bác? Dạ thưa bác, còn nữa không? Bác còn cho tiếp nữa hay không? Nếu mà bác cho đủ rồi con xin cảm ơn. Đúng không? Được vậy thì hạnh phúc liền. Nhưng mà chúng ta có từng làm vậy lần nào chưa? Chưa, cho nên bị bất an. Đúng không? Tại vì rõ ràng là mình thiếu, người ta mới mang tới, phải nói vậy. Tất cả những cái điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống này, đó là cái nhu cầu bức thiết của chúng ta. Nhưng mà mình hay nói ngược. Mình hay nói ngược là cái này tôi không muốn. Gửi thơ yêu cầu lâu lắm rồi, người ta đem tới, nói cái này không phải đâu, cái kia kìa. Đúng không? Chúng ta không mở tâm ra để đón nhận. Tạo hóa luôn luôn cho và luôn luôn dung chứa, đúng không? Cả hai mặt tạo hóa có đầy đủ. Và khi đã cho thì nha, là không hề có cái chuyện lấy lại. Không cần. Thì bây giờ mình đừng có nhu cầu người ta lấy lại. Lỡ người ta có chửi mình câu nữa, tu một nhân chữ tôi mất nhân quả chết rồi. Có không? Bà đừng có làm án rồi, bà coi chừng nhân quả tới với bà. Tu mà rủa người ta, muốn người ta phải bị quả báo gì đó mình mới cảm giác thỏa mãn, có người là chạm tới cái bản ngã của mình rồi. Trong khi là mình muốn điều đó tới, nhưng mà gọi là gì? Ăn quỵt. Nói ngược. Chứ còn cái chuyện thuận tới, cái ôm vô chuyện nghịch tới, xô ra là mình ăn ngược. Ăn ngược nói ngạo, cho nên mới chuyện cuộc sống mình mới bị đảo lộn. Cho nên một cái điều quan trọng nữa trong cuộc sống này, chúng ta phải đủ cái kiến giải. Hả chưa? Bây giờ bắt đầu thực hiện thử sẽ thấy rất là hay. Những cái mà chúng ta đã gặp, đang gặp và sẽ gặp là những cái chúng ta rất cần để bù đắp cho sự khiếm khuyết của mình trong cuộc sống này. Dù nó là thuận hay là nghịch, dù nó là tốt hay là xấu, dù nó là khổ hay là vui, dù nó là đẹp hay là không đẹp, nên đủ cái tĩnh tâm để đón nhận bằng tất cả tấm lòng tri ân thì chúng ta liền có hạnh phúc. Còn chọn lựa là chắc chắn không bây giờ chúng ta hạnh phúc được đâu. Và điều này làm được không? Gật đầu quá trời làm được không? Làm được không? Làm được tôi chửi một câu cho nghe nè. Làm được rồi bị chửi mình cũng trân trọng, mình đón nhận. Mà lỡ ra một chút nữa có ai mà nói mình câu nặng thì sao? Phải lắng lòng thanh tịnh để đón nhận. Chúng tôi phải dùng cái từ như phải lắng lòng thật sự, lắng tâm thật sự đó, rồi lắng rồi dảo cái lỗ tai mình nghe cho nó kỹ coi nó chửi kiểu gì. Chứ không phải mà chửi tao nặng là tao ký mày. Không có nghe. Và nuốt một cái toàn vẹn. Nghe như uống cam lồ vậy, vào nhanh tiêu mất không nghĩ bàn. Đó, mọi người hạnh phúc là khi nghe người ta chửi vậy nữa. Thuận nghịch thì nghe như uống cam lồ và nó vào thật là nhanh, nó tiêu mất không thể nghĩ bàn được. Người hạnh phúc sẽ nói được câu này khi mỗi hoàn cảnh thuận nghịch tới với mình. Thì đó mới là hạnh phúc, đó mới là sức khỏe mà chúng ta phải có được sức khỏe này.
phải có được một cái nhìn này thì chúng ta mới thoát khỏi cái khổ cảnh về mặt chúng tạm thời là đôi về mặt tâm và cái hơi thở của mình, cái trí tuệ cũng như là cái sự thấy biết trong đời sống này. Còn chọn lựa, trong đạo Phật nói về chọn lựa có so sánh là cái phân biệt, cái chia chẻ manh mún, có nghĩa là gì? Chúng ta làm cho cuộc đời chúng ta nó nhỏ lại. Mà khi chúng ta mở tâm, chúng ta nhận được hai điều thuận và nghịch bằng tất cả lòng thân trọng. Thử một lần đi, thử một lòng mà chúng ta bị chửi te tua mà chúng ta rất là cảm ơn cái lời này. Thật sự có những cái lần mà thầy dạy trò có khi nói rất là nặng, nhưng mà người học trò nhận được cái tâm từ của vị thầy ấy, thì người đó là người có trí. Còn đa phần chửi rút lui mất rồi. Chửi ông thầy nói chuyện dịu dịu ngọt ngọt, nghe ông thầy mà gạch chớn quá trời, đụng đâu ông chửi đó, ông cọc lóc cũng quạo quá, rồi đi chỗ khác kiếm thầy khác học. Và phần đông là học trò như thế, không có nhận nổi khi mà ông thầy rất là nghiêm khắc với mình là muốn làm cái gì đó cho lợi ích cho bản thân mình. Không ai mà rảnh chịu nhân quả xấu làm chi vậy? Ông thầy đâu có ba trận chửi mình để ông nhận nhân quả xấu. Ông không có rảnh làm chuyện đó đâu, nhưng mà ông muốn làm cái gì cho mình. Và ông thầy là một cái phần nhỏ của tạo hóa, và cả tạo hóa luôn đem cái gì đó cho mình. Cho nên là cái chuyện sắp tới, ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình nghe là ai đó chuẩn bị hại mình thì mình sao? Lo không? Lo không? Lo là chắc. Tôi cũng lo nữa. Tôi cũng lo, nhà tôi lo làm sao? Lo mở tâm mình có nuốt nổi cái này hay không nè, tức là mình đủ sức để mình nuốt hay không. Chứ nhiều khi mình nuốt điểm mình ói ra thì cũng ổn. Cho nên cái chuyện mà họ chuẩn bị mình làm cái gì mình thì mình mới ngồi mình chờ đợi, mình lo lắng, mình mở tâm mình nó thật rộng ra để mình đón nhận một cách trọn vẹn cái đó đi. Một lần như vậy thôi quý vị thấy hạnh phúc liền. Nhưng mà mình lo, mình sợ để mình chống đối, mình hơn thua, mình phản phé, mình trả thù thì cái lo đó là sai. Lo đó là lo bế tắc. Cho nên cái đầu năm mình nói là cái chìa khóa thành công đúng không? Tôi sợ cái gì? Trả nợ ngân hàng lắm. Tôi lo tôi làm sao để cho đừng có bị thiếu nợ ngân hàng, mà không có năm nào mà mình không thiếu nợ hết đó. Tôi sợ lắm nhưng tôi vẫn bị. Có nghĩa là mình đã mở cái cửa thiếu nợ ra trước rồi, đúng không? Chứ phải chi mà tôi sợ tiền nhiều quá tôi điếu không hết thì khác rồi nha. Mà mốt nó vô đầy cứ ngày nào không điếu thôi dùa cất đại cho rồi mất công đếm quá. Đúng không? Không bao giờ mình dựng cái tâm nó lên đâu. Mình dựng cái chuyện là thiếu nợ ngân hàng thôi, thiếu ít ít, thiếu bớt bớt, hay là ngân hàng sẽ giảm giá mình gì đó, mình nghĩ tới những cái chuyện mà chờ cơ hội gì đó không à. Thì đó là cái mà chúng ta đã phát cái sóng ra vũ trụ này rồi. Cho nên ví dụ như cái sự mà mình nghe người ta chuẩn bị hãm hại mình, đó là sự chuẩn bị thôi chứ họ đâu có làm, họ chưa làm chứ không phải không làm. Nhưng mà mình mở tâm ra mình đón nhận họ như một món quà quý của trả quá đang cho mình, thì cái chuyện 1.000 nó chỉ còn có một thôi. Nhưng mình thái độ hơn thua chống đối là chuyện 1.000 còn nguyên 1.000, có thể nó nở thêm tới 10.000 là chuyện nó thành lớn. Thành ra cái tâm thái của mình đón nhận cái gì trong cuộc sống này á, nhận trong cái chiều cởi mở hay là nhận trong cái chiều bế tắc, nhận trong cái chiều phá vỡ là tùy cái tâm thái của mình. Có nhiều khi thực sự là nó đưa dao nó chém mình thiệt á, mà mình không có một chút nào phản kháng. Cái dao tới da mình cái nó giật ra không đứt. Còn nếu chúng ta có thái độ phản kháng là coi chừng chuyện nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta đón nhận mọi điều với một cái tâm thái rộng mở, với đầy lòng tri ân khi chúng ta nhận món quà của tạo hóa tặng. Chưa có đúng không? Này có một ông tổ sư cũng nói rồi, như là ngày lâm tế chứ.
cả đời tiếp thiền sinh của ta, ta chưa từng thấy có ai thân cận, toàn là cái loại mà nương cỏ dựa lá tới thôi. Tại sao các ông không lại gần đây? Trong chúng có ông bước ra đánh ba rồi. Nói, ủa con chưa thưa hỏi sao bà thượng đánh? Nó đợi ngươi mở miệng sao? Nó kêu rồi sao mi không lợi gần đây, cái mang ra thì ăn đòn là đúng, là lợi gần. Thân cận có nghĩa là gì? Hai người thân cận với nhau có nghĩa là gì? Tức là hai người không còn mang mệnh bất kỳ một cái điều gì, đúng không? Nơi tâm mình không có một cái chiếc tích chứa, không có một kiến thức, không có một cái nguyên tắc, không có một cách thức. Khi mình đối diện với người đó là mình hoàn toàn mất cái này để mình mới thân cận được. Tại vì ông này là cái ông không có kiến thức, mà mình tới ông với tràn ngập kiến thức, là kinh này nói thế này, ông tổ kia nói thế kia, đạo là cái thế này, chân lý là thế kia. Cho nên mình đem mình hỏi thằng cha này coi chả nói đúng với cái đạo mà ở trong kinh nói hay không. Thì cái loại đó là loại mang gì? Mang cỏ tựa lá tới để làm cho khoảng cách nó càng rộng. Cho khi hai người mà thân cận nhau thực sự là họ không còn che chắn bất kỳ một điều gì, từ một mảy may nhỏ nhiệm của kiến thức, thì người đó mới thân cận với nhau được. Nhưng mà khi ngồi với người đó là tôi học cái này nè, tôi hiểu cái này nè, tôi biết cái này nè, tôi có sở đắc cái này nè, tôi có sở chứng cái này, là bắt đầu mình ngồi mình bảo thủ sở đắc sở chứng cái hiểu biết kiến thức của mình, ai thọc vô là bữa. Thì đâu phải thân cận, một cuộc giao tiếp nhưng hoàn toàn không thân cận. Và chúng ta có đối xử với nhau vậy không? Chưa bao giờ mình thoát ra cái điều này. Tại đó là chúng ta cứ mang cỏ tựa lá đi tìm người khác. Không phải nương dựa cái tư tưởng này thì chúng ta cũng phải nương dựa kiến thức kia để chúng ta sống. Nó sống không kiến thức thì lấy gì để sống? Thì những người học thức họ sẽ nói câu này: không có kiến thức thì lấy gì để sống? Tôi nói nếu như một người mà dám sống không kiến thức thì họ sẽ có tràn ngập cái trí tuệ trong không gian này để họ sống. Nhưng mà sống có kiến thức, có ký ức là những cái thu nhập nhỏ nhiệm của tâm thức, cho nên nó không có cái gì là lớn lao và thành bế tắc. Thành ra con đường kiến thức dẫn tới sự bế tắc nhiều hơn. Chúng ta để ý nhìn lại coi. Nếu thực sự chúng ta học đạo đúng thì họ sẽ tìm cách phá vỡ mình. Một vị chân sư là luôn tìm cách phá vỡ người khác để họ hết đi những kiến thức đang có. Những cái đó là những cái rất là nhỏ nhiệm và gây sự bế tắc trong cuộc sống này. Đó, cho nên là bữa nay chuẩn bị bước vào, chứ chưa có bước vào cái điều thân. Nói lại cái chuyện cũ là điều tức, nói điều tâm và khám bệnh tổng quát. Thì biết mình bệnh gì rồi đúng không? Khám sơ sơ vậy là biết mình bệnh nhiêu rồi. Bệnh cả gì, cả cần xé chứ không phải rổ. Chúng ta bệnh không có nhỏ, nãy giờ nói là đó, giờ khám hết những cái bệnh rồi, nãy giờ thấy rõ ràng là chúng ta bệnh quá trời. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị cho một cái buổi nữa, một hai buổi nữa thì chúng ta sẽ nói để mình giải trừ cái bệnh này. Và thực sự giải trừ được không khó, nếu chúng ta thấy đúng là một, chúng ta thực hành đúng là hai. Phải thấy đúng, phải thực hành đúng, tức là thấy đúng, sống đúng thì chúng ta sẽ nói đúng. Cả ba cái này thì đó mới là cái điều hạnh phúc của mình. Còn nếu mà bây giờ mà mình thấy lệch lạc, có cố gắng cũng thành sai. Càng cố gắng trong lệch lạc thì càng xa với sự thật. Thành ra là trước khi nói những cái mà thuộc về vật chất á, thì chúng ta phải rà lại kiến thức một chút nữa. Không, những kiến thức mà sáng giờ chúng ta nói là rõ ràng là chúng ta đầy bệnh tật, chưa ai thoát ra. Khi nào mà chúng ta kiểm tra lại hết những cái bệnh này và chúng ta không còn cái đó nơi tâm của mình, chúng ta cảm giác rất là hạnh phúc khi chúng ta đang có mặt bất kỳ hoàn cảnh nào. Rất hạnh phúc. Không nói là nhờ hoàn cảnh này tôi mới được như vậy, nhờ hoàn cảnh kia không được kia, không bằng. Không cần bất kỳ cái hoàn cảnh nào, thuận cũng được, nghịch cũng được, có cũng được, không cũng được, mất cũng được, còn cũng được.
tất cả mọi thứ xảy ra mà mình cảm giác thực sự hạnh phúc. Chúng ta thấy trở lại nè, một cái người mà hồn nhiên vô tư là cái gì? Dễ thương, dễ mến là ai? Là mấy đứa trẻ đúng không? Trời ơi, tôi thấy nó cười một cái nó sướng lắm, tôi thèm mà nụ cười đó ghê gớm lắm. Tại vì bây giờ mình đã ngu, mình mất cái nụ cười đó rồi. Mình không còn nụ cười đó đâu. Cười một cái là tôi thấy trời đất gì nó mở toang hết trơn luôn, hạnh phúc vô cùng. Đôi lúc mà tôi ra được một tấm hình đứa bé nào mà cười một cái, tôi ngồi tôi nhìn riết, tôi thèm lắm. Bây giờ mình nhiều cái toan tính đó, mình mất tiêu cái đó rồi. Thì những đứa bé đó ai thấy cũng mến đúng không? Bây giờ mà ẵm đứa bé đi khắp cái chợ, ai cũng muốn rờ đầu, ai cũng muốn nựng nó hết. Ủa bây giờ mình đi đứa mặt mình ra chợ còn ai nựng không? Mất rồi. Chứ ta không còn cái hồn nhiên trong sáng đó nữa. Thành ra là ngày nào mà bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái hạnh anh nhi đó đó. Để cho tu làm sao mà trở lại hạnh anh nhi, cái hồn nhiên trong sáng. Ta thấy cái mặt mình bơ bơ như một bòm vậy á. Cười cái là tuét tuét chứ không có cái chuyện mà chứa nhóm trong này. Mình cười một cái là ban phát hạnh phúc cho cả cái trần gian này, chứ không phải cười để giữ cái gì. Thì lúc đó là lúc chúng ta có sức khỏe và hạnh phúc. Thì cái này là cái chúng ta cần. Thấy chưa? Thì giờ là buổi sáng hôm nay là chúng ta nói loanh quanh những cái điều mà để thấy rằng là chúng ta đang bị bế tắc, đang bị bệnh, và chúng ta cần thoát ra những cái bệnh tật này. Tại vì muốn nói tới cái sức khỏe, nói tới hạnh phúc, muốn nói tới cái người vô bệnh thì mình phải khám bệnh trước. Đó là cái điều mà bác sĩ muốn trị bệnh, chị là phải nói là chị bệnh này, bệnh này, bệnh này, đúng không? Và bệnh này là cần trị cách như thế này. Thì cái cách trị là chắc kỳ sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Thì buổi chiều theo thường lệ thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi. Thì quý vị sẽ chuẩn bị những câu hỏi cần thiết để chúng ta có thể hỏi. Và nên hỏi những câu hỏi nào mà nó có thể lợi ích cho bản thân mình và cho số đông. Nếu câu hỏi nhiều á thì phải lựa. Còn ít á thì trả lời, có nhiều khi cũng có một số người cần thiết phải hỏi riêng cho cái bệnh của mình. Nhưng mà cái bệnh đó thì nó sẽ mất thời gian đại chúng, thì thường là chúng ta sẽ ít trả lời. Cho nên quý vị được quyền hỏi những cái câu mà cái bức xúc của mình thật và cần được xử lý. Và rõ ràng cái bức xúc đó là bức xúc chung của nhiều người, thì quý vị được quyền hỏi ha. Tại vì buổi sáng hôm nay chúng ta tới đây chúng ta dừng, thì mong là tất cả chúng ta đều biết được bệnh mình rồi và quyết tâm trị được bệnh. Ít ra là một chút mình đi ra mình đưa cái mặt coi có mấy người nựng nựng mình không thì mình biết mình khỏe. Thấy cái mặt mình ta lắc đầu người ta đi chỗ khác là biết mình chưa có thoát bệnh được, vẫn còn bị bế tắc, là chúng ta cần phải thay đổi. Thôi quý vị nghĩ ha. Trước khi nghỉ thì chúng tôi cũng thông báo là còn có khoảng, để coi, bữa nay là nay là 24 rồi ha, 24 âm lịch rồi. Thì tới ngày 15 âm lịch tháng 4 là ngày lễ nhập hạ. Kể ra đây cũng còn khoảng 19-20 ngày nữa đó. Thì những ai mà tăng ni cũng như Phật tử muốn đăng ký nhập hạ thì chúng tôi ngay từ giờ phút này quý vị nên đăng ký. Ở đây không phải là cái trường hạ mà giống như các nơi có giấy tờ, mà ở đây chỉ là những tháng ngồi lại để cùng nhau tu tập thôi. Cho nên là dạng mà giống như tự túc để tu. Thì chương trình hạ năm nay chưa biết là chúng tôi sẽ giảng cái gì ở cái ngày giữa thứ năm thì chưa biết. Có khi đó là những ngày tu hay gì thì tới lúc đó mình sẽ tính. Sẽ ưu tiên cho những Phật tử đăng ký 3 tháng. Tại vì cái chỗ ở nó rất là hạn chế. Thật ra ai đăng ký 3 tháng trước thì sẽ được ưu tiên. Và nếu mà cái số người 3 tháng đăng ký 3 tháng đầy thì sẽ không nhận 2 tháng và 1 tháng. Rồi trừ trường hợp mấy người 3 tháng này mà chịu không nổi bỏ trốn đó, thì mình sẽ nhận số lượng đã đăng ký mà khoảng 2 tháng. Cái này cũng phải nói trước. Thật ra những người mà sắp xếp nhập được, tu tập được 3 tháng thì chúng ta đăng ký. Còn 2 tháng cũng được quyền đăng ký, 1 tháng cũng được quyền đăng ký, thì cái danh sách đó chúng ta vẫn lưu.
Và tùy cái chỗ ở ở đây, như năm rồi thì cũng tăng ni và Phật tử cũng khoảng được 160 hết cái chùa này á, ở khoảng 160, chỗ ở nó đầy đủ khoảng 160. Và năm nay thì cái số người nhập hạ, số người nhập hạ có khả năng là sẽ được cái gì đó chia nhau nhập thất. Số người nhập hạ có khả năng được nhập thất, tập sự nhập tuần hay gì đó thì chúng tôi cũng sẽ sắp xếp cho theo cái danh sách. Theo danh sách mà được đăng ký nhập hạ 3 tháng thì quý vị trong thời gian 3 tháng đó tôi sẽ phân chia làm sao đó để những người nào nhà muốn nhập thất cũng sẽ có thời gian nhập thất. Đó là cái thứ nhất về cái chuyện tu tập. Thì cái thứ hai là ở đây chúng tôi cũng quy y ba cái rầm lớn, bốn cái rầm lớn là rầm tháng Giêng, rầm tháng Tư, rầm tháng Bảy và rầm tháng Mười. Có những người có thắc mắc là hỏi ngày giờ quy y thì cũng sắp rầm tháng Tư rồi, nếu quý vị nào muốn quy y ở đây thì cũng nên đăng ký trước ngày rầm tháng Tư. Rồi thôi quý vị nghĩ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận Yeah.